liên quan đến là điện sai chiều, và nội dung nó hỏi là về hệ số công suất. Cái gì vậy? Sao vậy? Lấy dư hả? Có dư đề 3, có ai lên dư đề 3. Rồi ok, con vùng đặc điểm sẽ chịu omega và hay là mình rồi đối tiếp với C là số công suất bằng gì vậy? Đó là con gì ạ? Con C đúng không? Rồi chim Z. Và Z ở đây mình có rồi mình còn với C mình cho mọi người ok các bạn. Nên là mình thay vô từ con C. Con 1 C. Con 2 tính theo T là 1 phần 2 KX bình. Thì 1 2 KX bình là chính là gì các bạn? Nó là thế năng các bạn. Thế năng của con lắc. Tuy nhiên nếu như cái bài này để cho mọi người thêm một đáp án nữa là thế năng đàn hồi, thì mọi người sẽ chọn câu gì các bạn? 1 phần 2 KX bình là thế năng đàn hồi hay thế năng con lắc? Thế năng gì bạn? Con lắc. Vì nếu như là thế năng đàn hồi thì mình phải so nó với điểm gì đó không? Với điểm tự nhiên. Nghĩa là nó dính đến cái độ giãn hoặc là độ nén của lò xo nha. Còn X ở đây là liên độ, là đến với góc tọa độ O mà mọi người đó là thế năng con lắc. Câu số 3, trong miền ánh sáng nhìn thấy chiết xuất của nước có giá trị nhỏ nhất đối với lại ánh sáng nào sau đây? Ánh sáng nào bạn? Chỉ có hai thằng thôi, nhỏ nhất là một là đỏ, hai tím, lục vàng không thể rồi. Vậy màu nào nhỏ nhất? Xin đề 3. Rồi, chiết xuất nhỏ nhất là màu nào bạn? Màu gì bạn? Rồi ok, giờ mình nhớ kỹ nè. Vậy cái bài liên quan đến chiếc suất này nó sẽ dính tới lại một cái nội dung hiện tượng á, là hiện tượng gì mọi người nhớ không? Hiện tượng gì bạn? À hiện tượng. Hiện tượng gì? Tán sắc ánh sáng. Rồi nhớ mọi người ơi, tán sắc nghĩa là sao? Nghĩa là tán sắc ở đây có nghĩa là phân tán ra. Nghĩa là tán cái đi mọi người, phân tán ánh sáng ha bạn. Nên ở đây hiện tượng tán sắc ánh sáng là hiện tượng tia sáng bị phân tách. Và mình nhớ mọi người, có cái lăng kính. Đó. Bây giờ ánh sáng trắng đi qua nó thành mấy màu? Mấy màu? Một dải màu chứ không phải bảy màu, nghe nhớ nha. Một dải màu này biến đi liên tục từ đỏ cam vàng lục lam nhập tím. Và ai là ít nhất các bạn? Ai là ít nhất? Đỏ là ít nhất. Và ai là nhiều nhất? Ok, tím. Rồi, nói về mặt bước sóng mọi người ơi, thì bước sóng ánh sáng thì bước sóng màu nào là lớn nhất các bạn? Bước sóng dễ nhớ nhất nè, bước sóng nào lớn nhất ạ? Bước sóng đỏ lớn nhất. Rồi đến cái màu trắng, đến màu gì ạ? Màu tím. Rồi trong công thức này mình cũng nhớ một số công thức liên quan đến tốc độ ánh sáng. Rồi là tốc độ ánh sáng trong một môi trường sẽ bằng gì các bạn? C chia gì ạ? C chia chiết xuất N. Trong đó C là chiết, C là tốc độ ánh sáng ở trong chân không, còn N là chiết xuất theo người. Rồi bằng vận tốc ánh sáng nó còn bằng lambda nhân gì nữa? Lambda nhân gì bạn? Nhân cho tần số f. Đó bạn ok không? Tần số f. Và khi đó chúng ta thấy rằng là gì bạn? Nếu như lambda chúng ta càng lớn, mà mình nhớ đi, khi ánh sáng truyền từ môi trường này sang một môi trường khác, đại lượng nào không đổi? Cái nào không đổi bạn? À thằng không đổi chính là gì bạn? Tần số f không đổi. Cái gì không đổi nữa? Cái gì nữa? Ok, đó là gì các bạn? Màu sắc của nó sẽ không đổi. Hai thằng này là hai thằng không đổi nha. Và ánh sáng truyền từ môi trường này sang trường kia rõ ràng là gì các bạn? Là gì các bạn? Nó có đổi màu sắc không? Không. Có đổi tần số f không? Không. Nên do đó, nếu như lambda càng lớn thì tốc độ của nó cũng càng các bạn càng lớn luôn. Nên nói về V ha mọi người ơi, V đỏ nó vẫn lớn hơn V gì bạn? Lớn hơn V về tím. Rồi và một cái so sánh cuối cùng là so sánh về mặt chiết xuất. Thì ở đây V và N tỷ lệ gì với nhau? Tỷ lệ gì bạn? Nghịch. Nên theo đó nếu nói về chiết xuất á thì cái dấu ở đây sẽ bị đảo lại là N gì trước mọi người? N đỏ nhỏ nhất và N gì bạn? N tím lớn nhất. Do đó đây là ba thằng người ta hay hỏi các bạn trong cái việc chúng ta so sánh lambda với giờ. Rồi, ba thằng này bắt buộc phải trả lời được. Trả lời nhớ liền mọi người, nếu như nói về bước sóng thì là màu đỏ, nói về tốc độ là màu đỏ, nhưng chiết xuất thì là màu đỏ là nhỏ nhất. Được chưa các bạn? Màu đỏ là nhỏ nhất. Lấy đề 4 mình làm ở dưới nha. Bên dưới là bài đề 4 của chúng ta. Còn bây giờ mình đang sửa đề 3 nha các bạn. Ê, đóng cửa chặt thằng cái phút.
giữ chặt nữa. Rồi ok nha mọi người, chị đó là câu 3 ha. Chị câu 3 đơn giản nhưng mà mình nhớ là một xíu yếu tố ha, nên câu 3 có thể chọn là câu gì bạn? Câu A. Rồi 3. Bây giờ câu 4. Quá trình truyền tải điện, biện pháp làm giảm hao phí trên đường dây tải điện sử dụng là làm gì các bạn? Câu gì ạ? Câu C, tăng điện áp nơi truyền tải. Đó là câu 4 là mình chọn câu C, là tăng điện áp nơi truyền tải nha mọi người. Rồi, đây là tăng điện áp nơi truyền tải, nên do đó chúng ta cần phải nhớ công suất hao phí delta B bằng gì ạ? Delta B bằng gì mọi người? Delta B bằng gì các bạn? A bằng B bình chia gì mọi người? Chia cho U bình cos bình phi nhân cho R. Được chưa? Đây là công suất hao phí. Được bạn? Và từ đâu ra mức này? Y bình nhân R hết. Thay đi vô. Và mình nhớ rằng là để giảm hao phí có mấy cách giảm. Hai cách, cách thứ nhất là tăng U, thứ hai là giảm R. Nhưng giảm R dùng không? Không dùng, mà chủ yếu tăng gì? Tăng U. Đúng bạn ơi. Và mình nhớ luôn ở đây nếu tăng U lên 2 lần thì delta B giảm mấy lần? Giảm 4 lần. Tí nữa mình có một câu liên quan đến phần truyền tải điện ở bên dưới. Dùng 4 cột nha mọi người, nhớ 4 cột. Nhớ mình múa cột rồi, nhớ mình múa cột rồi. Đúng rồi bạn, tí nữa mình gặp bạn hôm nay. Rồi ok, vậy câu 4 rất đơn giản, mình chọn câu gì các bạn? Câu C. Rồi câu 4C nha. 4C. 5 gì các bạn? 5 gì ạ? 5D hả bạn? 5D. Rồi bây giờ câu 6. Rồi câu 6 nè mọi người ơi. Nghe nè, nghe nè. Rồi bây giờ câu số 6 các bạn. Bây giờ câu số 6 là một câu nói về bài sóng điện từ. Đó bạn, sóng điện từ ha. Bên dưới là đề số 4, tuần trước phòng đi học buổi B mọi người đã làm rồi. Với lại hai bài, nếu mọi người chưa lấy buổi C, mọi người lấy bài buổi C ở dưới. Rồi giờ mọi người nghe bạn ơi, bây giờ nói về sóng điện từ nghe nè. Sóng điện từ và sóng cơ khác nhau chỗ nào nhớ không? Sóng vô tuyến, sóng cơ khác nhau chỗ nào bạn? Một thằng là sự gì bạn, dao động của vật chất. Đó, sóng cơ là vật chất. Nên nó có truyền được trong cái môi trường không có vật chất không? Có không? Không, nghĩa là không truyền nhưng không. Nhưng sóng điện từ có phải là dao động vật chất không? Không, tức là sự dao động giữa gì với gì mọi người? Điện trường và từng trường. Và mình nhớ rằng nếu như sự dao động giữa điện và từng trường nghĩa, nghĩa là nếu như có một điện trường biến thiên sẽ tạo thành một từ trường xoáy. Rồi từ trường biến thiên lại tạo điện trường xoáy. Mà tương tự điện trường xoáy, từ trường xoáy, điện trường xoáy, từ trường xoáy, nó liên tục với nhau tạo sóng điện từ. Nên nó không cần phải là vật chất có thể truyền sóng nha các bạn, mà là chỉ là những hạt dùng gây điện của từng trường thôi. Nên sóng vô tuyến nó có thể truyền trong chân không. Đó là yếu tố đặc biệt. Thứ hai á, đó là sóng vô tuyến điện á. Ủa sao? Có được ra chưa? Ủa biển mấy ngày rồi? Sao biển đi còn trước vậy? Trời ơi. Giờ thằng biết còn được ra không? Cái dòng con á. Bên dưới lấy lấy một cái thì còn kia là đề mọi người làm. Thầy hết đề 3 rồi cho nên bây giờ á có chúng bạn đề 3 nha. Trên Google Drive viết cái sheet để trên tới lên trên nó tải đề 3 về. Giờ có chúng bạn đề 3 chứ. Trời sao nghĩ vậy? Sao vậy? Không thi. Rồi nghe mọi người tiếp nè. Quay lên, quay lên. Bây giờ sóng vô tuyến điện tử mình có mấy loại sóng nhớ không? Mấy loại? 4 loại. Đầu tiên sóng gì các bạn? Sóng gì? Sóng dài, sóng chung, sóng ngắn và sóng cực ngắn là ok. Bây giờ thầy sẽ kẻ, thầy sẽ tới đầu tính tới lại nha. Và thầy kẻ theo cái đường nè. Bây giờ đây là đường lambda càng tăng. Mà lambda tăng cái gì giảm biết không? Cái gì giảm? Năng lượng giảm hay là tần số giảm. Nên cái mũi tên bên dưới thầy ghi là năng lượng và tần số. Ok không? Rồi trên sóng này để mình dễ học bài á, mình có 4 cục móc quan trọng. Là 4 cục móc ứng với các giá trị bước sóng như nào mọi người. Đầu tiên số mấy? Ngàn.
ngàn là mấy nữa? 100. 100 là mấy nữa? 10 và dưới cột là mấy? 0.001. Đó là mình có 4 cột. Rồi 4 cột móc. Vậy cột móc đầu tiên là cột móc nào? Đúng rồi. Lớn hơn ngàn là sóng gì các bạn? Sóng dài. Từ 100 đến ngàn sóng chung. Từ 100 đến 10 sóng ngắn. Và từ một số 1 đến 100 đến 10 là gì bạn? Sóng cực ngắn. Còn dưới kia là gì? Dưới kia là mấy cái gì biết không? Mấy cái tia này tia kia. Đúng bạn, ok, 10 tia hoài kiểu á. Ta đang lừa là phía dưới này. Được chưa? Rồi thì nghe đúng bạn. Vậy quan trọng là nghe nè. Vậy ở đây ha, ở mỗi loại sóng sẽ có một tác dụng đặc biệt riêng. Và có một thằng sóng đặc biệt nhất là thằng cực ngắn. Bởi vì sao? Năng lượng sóng cực ngắn như thế nào bạn? Lớn nhất. Đó là người bước sóng nhỏ nhưng năng lượng lớn. Nên sóng cực ngắn có một khả năng đặc biệt là sóng này có thể làm gì bạn? Đâm xuyên nhiều người ơi. À, xuyên tầng điện ly. Ok, xuyên tầng điện ly. Và chính lý do này đã sử dụng trong truyền thông gì bạn? Truyền thông vũ trụ. Được chưa? Vũ trụ hả bạn? Ok nhớ bạn. Nên do đó ở câu này thì quá đơn giản. Sóng từ vệ tinh nghe là biết đó là sóng gì? Cực ngắn. Đúng chưa? Được chưa bạn? Sóng cực ngắn nè. Rồi ok, giờ nghe tiếp. Chưa hết, ở đây còn một loại sóng rất đặc biệt nữa. Là loại sóng gì? Rồi trong cái sóng này mọi người, có một sóng ít bị nước hấp thụ. Biết là sóng nào không? Có một loại sóng ít bị nước hấp thụ, sóng nào đối với mọi người? Nó là sóng, sóng dài. Vì năng lượng nó nhỏ nên sóng này ít bị nước hấp thụ. Và chính lý do ít bị nước hấp thụ như vậy nên cái hằng sóng dài người ta sẽ sử dụng trong truyền thông ở đâu biết không? Truyền thông ở đâu bạn? Ở dưới biển, còn là truyền thông dưới biển. Đây là truyền thông dưới nước mọi người, truyền thông dưới nước à. Còn hai thằng đó, tức là cái thằng hai thằng này thì chung với gắn thì là hai thằng này để truyền thông ở đâu? Truyền thông ở mặt đất, đó là ở trên mặt đất. Và cụ thể là thằng sóng chung này hơi đặc biệt, ta chủ yếu dùng vào ban gì? Ban đêm chủ yếu. Sóng chung là chỉ chủ yếu vào ban đêm. Còn hai này là mặt đất hết. Được chưa bạn? Hai người là mặt đất hết nha mọi người. Ok. Được chưa bạn? Tính chất của sóng vô tuyến nha, mấy này phải nhớ. Mọi người không nhớ sóng dài là ở dưới nước, rồi sóng cực ngắn là trên vũ trụ, rồi sóng chung sóng ngắn là trên mặt đất đó, mọi người dễ sai cái này lắm, mọi người sai uổng lắm. Làm người có cuối cố vô ha. Cái này coi chấm câu 4 đề 4 mọi người, trời ơi. Mọi người nhắc mấy câu cuối mọi người nhắc quá trời nhắc, trời ơi nhắc hăng lắm mọi người, nhắc siêu hăng trong đề luôn. Các lên trên sai 3 4 câu trách nhiệm lên trên. Rồi bạn, nó chết quớt mọi người ơi, nó về quê vô đúng bạn, nói chung là không có lời được gì cả, người đâu người nắm chắc cái huyết. Và chính vì nắm chắc cái huyết này tí nữa mình sẽ có các đề ôn tập lý thuyết. Mọi người về lại, mình sẽ sửa. Rồi mình sẽ có những cái chuyên đề lý thuyết ôn từ lý thuyết lớp 11 tới lớp 12 luôn rồi. Nên mình nhớ rồi. Rồi tiếp, bây giờ nghe các bạn ơi. Bây giờ tiếp tục nha, vậy con này là câu sống từ ngắn rồi. Câu 7, dựa vào tác dụng nào của tia tử ngoại để tìm được vết nứt trên bề mặt các bạn? Cái gì ạ? Được không? Tính chất nhiều người. Tính chất. Tính chất gì? Tính chất các bạn. Phát quang của tia tử ngoại. Cái này mình nói chưa? Nói đùi á đúng không? À, đóng hàng cửa. Đó là gì các bạn? Đó là ví dụ như là mình nói là mình không nói về cái vết nứt nhiều. Mình nói về vụ án mạng. Cái vết máu người ta lau đi rồi thì ta làm các bạn. Người ta quệt một cái gì đó lên trên đó. Sau đó dùng tia tử ngoại các bạn. Chiếu vô. Đúng không? Chiếu vô cả là thấy ánh sáng phát quang. Phát hiện được thì trong cái vết nứt nguyên trang vậy, chiếu tia tử ngoại là thấy được từng khe hở, nó chạy nhẹ hay chạy nhiều gì đó là thấy hết mọi người. Nên ở đó là sử dụng tia tử ngoại là tiếp tục phát quang. Câu số 8, đơn vị của điện dung là phara, và một phara bằng gì bạn? Điện dung ký hiệu chữ gì các bạn? À, điện dung ký hiệu chữ gì mọi người ơi? À, c bằng gì ạ? Quy chia cho u. Mà quy á là điện tích, đơn vị là coulomb. U là hiệu điện thế, đơn vị là volt. Coulomb trên volt mọi người. Coulomb trên volt. Rồi ok, tiếp. Một phân cái đồng với phương trình omega được gọi là
Câu này có bạn sai nha các bạn. Mọi người đọc xứng xác đó mọi người. Omega là tần số chọn của C. Phải không? Không, nó là tần số gì bạn? Tần số góc mọi người. Rồi sóng cơ học không truyền được trong chân. Chân không quá dễ. Câu số 11 là một câu mọi người quên nè. Đây là động cơ không đồng bộ. Mọi người nhớ nguyên tắc để tạo động cơ không đồng bộ. Nhớ không? Không nhớ, không bị nhớ. Rồi động cơ không đồng bộ là dùng gì mọi người? Đó là người ta sử dụng ba cái cuộn dây. Đúng rồi, dòng điện ba pha. Đúng rồi, một pha ba pha dây nhau vậy. Và người ta sẽ cho gì vậy? Cho gì mọi người? Cho dòng điện biến điện này. Và ở bên trong này người ta có gì biết không này? Trong đây người ta sẽ có một cái gì bạn? Một cái lòng quay bên trong này. Đâu, người ta sẽ không có lòng quay bên này. Hay người ta gọi á, bên trong này là một cái rotor gì á, không có tên gọi đặc biệt lắm. Gọi là rotor với bạn. Rotor, lòng gì? Lòng sóc. Đúng rồi, được chưa? Và ở bên ngoài này nè, dòng điện nó sẽ biến thiên với một cái tần số là omega của điện. Đó là lên, đồng hiểu thiên của điện. Nhưng bên trong cái lòng sóc này sẽ quay với một cái tần số là omega gì các bạn? Omega của cái lòng. Rồi, vì sao làm vậy các bạn? Vì sử dụng động cơ này, vì người ta muốn từng từ điện ha. Muốn làm cái quạt nó quay. Cái quạt quay rồi, bên trong đó, bên trong cái quạt đó là một cái hệ thống động cơ không đồng bộ trong. Các bạn ơi, đây là điện 3 pha mình dùng nè mọi người. Được chưa các bạn? Được chưa mọi người? Điện 3 pha mình dùng nè. Ok. Rồi lên cho đó ở đây mọi người. Ở đây nha mọi người, thằng này điện bắt đầu sử dụng. Thì thằng này sau khi có điện bắt đầu lên rồi, trên dao động đi đâu? Bên trong này cũng dao động theo và nó sẽ quay theo. Nhưng vì là không đồng bộ, cái này rất dễ suy ra ai sẽ nhỏ hơn. Ai nhỏ hơn? Cái lồng sẽ nhỏ hơn từ trường ngoài. Với lại cái điện ngoài không? Đúng rồi. Vì sao nhỏ hơn? Chắc chắn sẽ có một hao phí gì đó ở giữa quá trình thay đổi này. Đúng không? Mình dễ hiểu mà. Đây là cái thằng mà tạo ra điện nè. Thằng ta tạo ra từ nè. Thằng này. Còn thằng này là thằng sinh ra nhờ này. Thằng này không thể nào lớn hơn này được. Nên do đó ở đây nè, cái tốc độ quay của động cơ luôn luôn phải nhỏ hơn tốc độ quay của gì bạn? Của dòng điện. Hoặc là từ trường dòng điện này. Đây là dòng điện nha mọi người. Nên đáp án của chúng ta là gì? Câu A. Được chưa? Nên đáp án mình là câu A. Chú ý chỗ này cái các bạn. Rồi tốc độ cũng nhỏ hơn. Rồi tiếp. Câu 11 chọn câu A. Câu 12 là một câu thuộc phạm vi lớp 11. Rồi lớp 11. Đây là câu 11 nhưng nói về một hiện tượng khá là quan trọng trong chương số 2 dòng điện không đổi là hiện tượng đoạn mạch. Rồi bây giờ tiếp mọi người, bây giờ câu này các bạn. Bây giờ câu 12. Bây giờ bài này là hiện tượng đoạn mạch. Bây giờ mình nhớ là này, đoạn mạch là sao? Là hiện tượng đoạn mạch hay là gọi là hiện tượng nối tắt mạch điện đúng không mọi người? Nghĩa sao bạn? Mình có một cái nguồn điện đang được nối với một cái mạch ngoài R. Rồi cho mình hỏi này, một nguồn điện á, cái này mình nhắc rồi, một nguồn điện đặc trưng bởi mấy yếu tố? Mấy yếu tố bạn? Hai cái. Đầu tiên là gì bạn? Xuất điện động và điện để đồng. Ok không? Và công thức cường độ dòng điện tuân theo định luật ôn toàn mạch là y bằng gì các bạn? E chia cho R lớn cộng R, R nhỏ, R là mạch ngoài đây. Và đoạn mạch xảy ra thì điều gì xảy ra ở trên mạch này các bạn? Đoạn mạch nghĩa là người ta nối tắt hai đầu của nguồn lại bằng một sợi dây. Và dẫn đến dòng điện sẽ không đi qua nơi có điện trở nữa, mà đi qua cái nơi mà thông thả hơn, không ai cản trở nó. Cho nên ở trường hợp đoạn mạch sẽ đồng nghĩa với một hiện tượng đoạn mạch nha mọi người. Đoạn mạch thì đồng nghĩa với việc cái R của chúng ta sẽ bằng 0. Đó là nó sẽ không còn đi qua cái mạch ngoài nữa, nghĩa là R lớn bằng 0. Và dẫn đến trường hợp Y của chúng ta sẽ bằng E chia gì các bạn? Chia R nhỏ. Và R nhỏ sẽ bằng E chia cho Y, đáp án là cũ.
12B. Rồi 13 là chiết xuất tỷ đối, Rồi chiết xuất tỷ đối là sao ạ? Chiết xuất tỷ đối, tỷ ở đây là tỷ gì các bạn? Tỷ lệ. Mà tỷ lệ nghĩa là chiết xuất đầy chia chiết xuất kia. Nó hỏi là tỷ đối giữa thủy tinh và nước là 2 và 1 nên N2-1 sẽ bằng N2 chia N là 1 OC. Câu 14 mới dạy hôn thủy C luôn, mới ôn xong câu đáp án là câu OC. OC, 14C. Rồi 15 chọn câu. Câu gì? 15B. 16 sóng điện từ là sóng gì? Sóng gì? Sóng ngang. Nó lại sóng ngang là sóng như nào nhớ không? Sóng mà khi bạn phân tử dao động và gì? Phương truyền sóng như nào bạn? Vùng góc. Còn sóng dòng nghĩa là dọc theo phương truyền sóng nên là trục. Nhưng sóng điện từ có một yếu tố rất đặc biệt, đó là phương của điện trường và từ trường luôn luôn sao bạn? Vùng góc với lại phương truyền sóng. Đó mọi người nhớ không? Ví dụ sóng truyền ra đây, đây là phương sóng truyền nè mọi người. Đó, thì điện trường nó luôn có hướng như này. Đó mọi người thay đổi và E như này thì thằng B sẽ hướng sao? B sẽ hướng hướng xuống sao cho tạo thành những cái gì bạn? Những cái cặp góc có vuông. Và chính vì sự vuông góc này sẽ khiến cho gọi là sóng ngang nha mọi người. Sóng ngang vuông góc phương truyền sóng. Nên đáp án chúng ta là câu gì bạn? Câu A, đúng không? Sóng ngang. Rồi câu 16 là câu A. Câu 17, ở cực tiểu giao thoa thì lệch pha giữa hai sóng là gì? Cực tiểu là lệch pha, hay là lệch pha trường hợp gì bạn? Ngược pha, nó trừ nhọc. Vậy là ngược pha trong đó này. Câu gì? Câu C hả? Ai C vậy? Câu gì bạn? Câu D. Câu C có bi chi 2 nhìn là biết dung pha. Đúng rồi, K2bi nhìn là biết cùng pha. KB nhìn là biết cùng nhược gì đó, ai biết đâu. Nhưng rõ ràng chỉ có thằng B nè, cộng KB là một đồng, là ngược pha thôi. Nên nó là cụ thể. Rồi 18, đây. Vụ này vui vẻ, này dễ, cái gì quá dễ không? Chọn đại luôn, chọn đại gì vậy? Câu C nói rồi, đây ôn quá nhiều rồi ha. Lực dao động cưỡng bức là gì bạn? Ép nó làm theo với tần số của cái lực cưỡng bức đó. Rồi ok. Vậy cho mình hỏi mọi người, khi nào ta cần dao động cưỡng bức các bạn? Khi gì xảy ra mọi người? Khi dao động bị gì các bạn? Bị gì? Bị tắt dần. Và nếu dao động của chúng ta bị tắt dần, ta có mấy cách để làm lại dao động đó? Mấy cách các bạn? Mấy cách? Vậy, hai cách. Thứ nhất là mình làm gì mọi người? Duy trì nó. Mà duy trì nghĩa là sao? Dao động duy trì nghĩa là mọi người? Là làm cho nó thay đổi theo cơ năng, đúng không? Thêm cơ năng cho nó theo mỗi chu kỳ. Đúng rồi, duy trì mà là thêm cơ năng mỗi chu kỳ. Sao cho tần số của nó có đổi không? Không. Tần số của nó sẽ bằng với tần số dao động riêng của hệ. Mà tần số dao động riêng mà cứ nôm na nhớ là của từng con lắc một á. Mỗi lần con lắc nó sẽ có một tần số riêng, căn G chia L hay căn K chia M á mọi người, ok. Còn cưỡng bức thì khác. Cưỡng bức là thằng sẽ khiến cho cái dao động sẽ sao bạn? Cưỡng bức là ép buộc làm theo. Nghĩa là thằng đó thay đổi với tần số của ai? Của thằng lực cưỡng bức. Rồi lực cưỡng bức là một cái lực có phương trình dạng điều hòa F bằng F0 cos omega t. Đúng vậy, đúng chưa? Và cái thằng dao động á, nó sẽ phải dao động đúng với cái tần số của gì các bạn? Tần số động sẽ tương ứng với tần số của ngoại lực cưỡng bức. Ok không? Tốt cử kỹ lên thầy cái. Rồi mọi người nhớ đúng rồi. Vậy ở đây nếu như nói về cưỡng bức một cái là chúng ta nhớ tới cái gì đây? Nhớ tới đồ thị của gì? Biên độ dao động và với bạn tần số ngoại lực. Ok không? Bởi vì cái dao động của chúng ta sẽ bằng với tần số ngoại lực luôn nè. Rồi. Câu hỏi đặt ra như sau. Nghe. Biên độ dao động cưỡng bức phụ thuộc vào mấy yếu tố? Biên độ dao động cưỡng bức phụ thuộc vào mấy yếu tố? Ba yếu tố chính xác. Đầu tiên là gì?
Đầu tiên là các bạn, A là biên độ ngoại lực F0. Thứ hai phụ thuộc vào gì? Thứ hai phụ thuộc vào gì các bạn? Phụ thuộc vào gì các bạn? Ok, chính xác ha, các bạn nói chính xác, đó là lực cản các bạn, F cản nha. Đây là cái rất quan trọng mà rất nhiều bạn quên yếu tố này. Nó có phụ thuộc lực cản, tí mình nói kỹ hơn tí. Và thứ ba là gì mọi người? Đó chính là sự chênh lệch giữa tần số riêng và tần số ngoại ngoại lực. Độ chênh lệch. Đó là ok à. Rồi nghe mọi người nghe nhớ. Trong cái đồ thị này nó là đồ thị dạng gì? Một cái đường cong lên rồi tụt xuống đúng không? Đúng không bạn? Đúng chưa mọi người? Ok. Và cái dao động chúng ta có còn dao động với tần số riêng nữa không? Có không bạn? Không, nó sẽ phải theo ai? Theo thằng nào bạn? Ngoại lực, nó bị cưỡng mức là theo mà. Tuy nhiên, nếu như cái tần số ngoại lực này mà nó vừa khớp vừa bằng với tần số riêng omega 0 thì hiện tượng sẽ ra hiện tượng gì bạn? Hiện tượng gì đây? Biên độ lớn nhất, hay người ta gọi đây là hiện tượng gì bạn? Hiện tượng cộng gì ạ? Cộng hưởng. Nếu như tần số ngoại lực đúng bằng tần số cưỡng mức thì nghĩa là hiện tượng cộng hưởng. Và mình nhìn thế này, về cái độ chênh lệch giữa tần số riêng và ngoại lực thế nào? Đâu là riêng đâu? Đây là riêng. Vậy nếu như tần số ngoại lực càng gần về tần số riêng thì biên độ nó càng gì các bạn? Càng lớn. Nhưng càng ra xa thì càng gì? Càng nhỏ. Nên đó là yếu tố này. Ok chưa? Yếu tố biên độ lực thì khỏi phải nói rồi, cứ mất mà, phải tuân theo biên độ lực thôi. Đúng không ạ? Rồi nhưng yếu tố lực cản thể hiện ở đâu? Thầy vẽ hình vừa rồi là ứng với dao động cưỡng bức đối với lại lực cản nhỏ. Nhưng nếu lực cản lớn thì dù cộng hưởng với chặt nữa nó có lên được tới đó không? Có không? Không. Nó sẽ có hai đường. Một cái đường mà nhỏ hơn nhỏ đó là nó thể lên biên độ rất lớn nè. Lên biên độ lớn như vậy đồng nghĩa với việc cái lực cản lớn với nhỏ bạn. Lực cản của nó phải nhỏ. Chứ khi lực cản quá lớn rồi, dù cho có tầng vằn, tầng số góc đi chăng nữa, tầng số riêng nữa thì lực cản cũng không lên nổi. Nên phía dưới này sẽ ứng với lực cản nhiều hơn người. Lực cản sao ạ? Lực cản lớn. Do đó ba yếu tố của vụ nha. F0 không phải là chữ chứ. Rồi tiếp các bạn ơi. Bây giờ 19 gì các bạn? 19 gì? 19 gì? 19 chọn câu. Câu B là 19B, 20. 20 gì các bạn? Độ cao ứng với gì ạ? C, ok, 20C. Giỏi quá ha, độ cao là cường độ âm. Câu B. Ok không? Trời ơi, câu này mà sai. Độ cao là ứng với tần số âm nha các bạn ơi. Có 21 từ không biến yên. Thời gian không có 2 giây. Tìm suất điện động cảm ứng. Câu này quá cơ bản. Bữa mới chỉ luôn, đúng không? Suất điện động cảm ứng bằng gì? Gọi nữa hả? Không phải là không đúng không? Rồi EK, EC đúng rồi, bằng delta phi chia delta gì các bạn? Delta T. Được chưa? Là độ là từ không đây. 1,2 trừ 0,4 chia cho 0,2. Rồi 0,4 trừ 1,2. Đó bạn, chia cho mấy? Thời gian là 0 phết. Ok, chia hỏi 2 đáp là câu gì? Cô D. Rồi tiếp nè, 24 dễ. 20 tiếp, 23, 22 chọn câu gì? 22 với bạn. 22 chọn câu. À rồi, nghe. Ôm tí, máy phát điện. Ta lộn máy biến áp. Rồi cho mình biết máy biến áp nó có công dụng gì vậy bạn? Máy biến áp là máy làm biến đổi điện áp. Rồi nghe, dù biến đổi điện áp nhưng cái gì không đổi? Tần số không đổi, nhớ nha. Máy biến áp là máy mà làm thay đổi u, nhưng cái không đổi là tần số. Rồi nhớ nè dùm. Được rồi. Rồi nhớ cấu tạo biến áp gồm mấy thành phần nhớ không? Cấu tạo biến áp gồm gì ở giữa mọi người nhớ mọi người? Nó có gì ở giữa đây? Nó có một cái gì các bạn? Một cái lõi sắt ở phía giữa. Đúng chưa? Nó một lõi sắt ở giữa. Và cái lõi sắt này ở hai bên nó
Rồi ở hai bên đó sẽ có gì bạn? Sẽ có những sợi dây được chỉ bạn được quấn vào. Rồi quấn vô hả? Quấn vô. Rồi bên kia cũng được quấn luôn. Rồi nghe nào người ơi. Rồi bình thường có điện ở hai này không? Có điện không? Không. Thế là bình thường chỉ hai cục dây quấn vô là sạch. Nhưng bây giờ người ta cho điện áp xoay chiều U1 vào một đầu. Thì đầu đưa vào là đầu gì bạn? Đầu gì ạ? Sơ cấp. Vậy thì bên kia có điện chưa? Có điện chưa? Đó chưa. Có liền lập tức luôn như này. Bên này sẽ tạo ra được điện áp U2. Và đầu ra là đầu gì bạn? Sơ cấp. Và nó hoạt động dựa vào nguyên lý gì? Nguyên lý gì các bạn? Cảm ứng điện. Điện tâm. Đó là chuyện cảm ứng điện từ ha. Và cảm ứng điện từ thể hiện ra sao các bạn? Đầu tiên vì đây là điện áp xoay chiều nên dòng điện đi qua cái cuộn này sẽ biến nghiêng không? Đúng không bạn? Mà dòng điện biến nghiêng dẫn đến từ thông biến nghiêng. Nên bên trong này nó sẽ xuất hiện một cái từ thông như bạn? Từ thông biến nghiêng. Đúng không bạn? Nhưng thằng từ thông biến nghiêng này không nằm yên ở đây. Mà chính vì cái lõi sắt từ thông biến thiên sẽ từ chỗ này nó sẽ khiến cho từ thông biến thiên tới chỗ bên kia, cả cái ống dây này đều từ thông biến thiên hết, và dẫn đến cái từ trường đi qua đây nó cũng bị gì các bạn? Từ thông đây cũng bị nhiều người biến thiên, mà từ thông bên đây biến thiên thì sẽ tạo ra cái dòng điện gì ở cái cụm L2, tạo thành dòng điện với bạn cảm ứng, nên từ đó mới tạo được U2. Okay. Nghĩa là từ thông biến thiên từ mặt này nó được dẫn truyền qua lõi sắt phía bên kia. Đối với này từ thông biến thiên sẽ tạo thành dòng điện cảm ứng. Nên hiện tượng chính nó vẫn là hiện tượng gì bạn? Hiện tượng cảm ứng điện từ. Được chưa? Ok, vậy ở đây lõi sắt có tác dụng gì các bạn? Có tác dụng chính là làm dẫn gì mọi người? Dẫn từ thông. Được chưa? Rồi, đây là tác dụng của lõi sắt các bạn, nó là làm dẫn từ thông, nó sẽ từ một bên này nó sang bên kia. Được. Và hiện tượng chính vẫn là hiện tượng cảm ứng điện từ. Được chưa? Đó, đây là lý thuyết quan trọng, mình phải nhớ yếu tố này nha. Nếu người không nhớ cái sắt dẫn từ thông, người ta hỏi con gái là người bí lù liền nha mọi người, ok. Và mình nhớ tí về cấu tạo luôn. Ở bên trong cái lõi sắt thì nó thường thường là gì mọi người? Khẽ rãnh che, chia rãnh ra, hoặc là nhiều miếng thép ghép vô để làm giảm hiệu ứng nhiều người, hiệu ứng của giọng phù hồ, đúng không bạn? Ok hả? Hả? Công thức là gì hả? U1U2 bằng là 1:2. Đi thuận đó mọi người. U1U2 bằng là 1:2. Công thức này luôn đúng. Rồi mốt cặp bài toán với miếng áp thì nó kỹ hơn về những công thức sau mà. Hồi đó làm quá nhiều rồi này. Hả? À chưa. Rồi cái tiếp bạn nghĩa là 1:2 bằng 2. Vậy đáp án là câu gì bạn? À câu gì? Câu A. Ok. Quan trọng biết đầu một đầu vào là hai đầu ra. Đúng không? Vậy người ta bảo là sơ cấp là 100 đầu ra nó giảm đi nhiêu bạn? Nửa 50. Rồi 22A. 23 gì? 23 là của D hay hiệu dụng. Rồi cái này dễ là 24 các bạn. 24A rồi nó dễ quá tự làm nha. 25A thì bắt làm cái con này nha, ngại lắm. 26B. Đó bạn ơi, ở đây là chu kỳ IP căn LC. Rồi 27 dễ quá, 27 dòng câu. Rồi nghe này, đây là hai đầu lệnh thì chiều dài là bằng gì vậy thiên phúc? Hai đầu có lệnh chiều dài sóng dừng bằng gì? L bằng gì? Vậy bớt nhắc đi. Hay quá, như bụng. Trường hợp tổng quát máy bụng mày bớt nhắc ca bụng mấy nút ca nút tổng bụng là nút là gì số chẵn số lẻ rồi đầu có định lượng tự do gì khoan hỏi công thức là bằng gì số nút số bụng. Ủa giỏi dữ ta. Rồi ok nhớ nha mọi người, vậy đây ứng với lại bốn bụng thì ca bằng mấy? Ca bằng
4 mà 20 bằng 4 lambda chia 2 phần tính lại lời đó mà. Rồi xong quá dễ. Rồi 27 chặt câu OK. Ánh sáng đỏ có thuốc sống từ đâu? 28. Câu C, cái vụ nanomet, ánh sáng nhìn thấy là hàng trăm nanomet nha. Sau đây mấy thằng vô lý, pico quá nhỏ, pico là không phải, không phải mấy nha bạn, nhớ nha. Rồi 29 chọn câu, 29 đừng sai, hay cái này nhắc hoài. Chứ có đề nào không có gài khúc này luôn á, đừng có sai nữa mọi người, đó là câu gì bạn? Câu B. Nhớ nha, tận năng tần số gấp đôi nha mọi người. Chưa có cái đề nào không gài luôn, thì có 4 đề nữa mọi người, đề nào cũng có này hết trơn nha mọi người. Rồi 30. À, 30. 30 dễ. Dễ đúng không? Mình ôn lại tí mọi người. Câu gì mọi người? Ai cũng làm được cả. Câu gì ạ? Câu D, ok. Rồi, nhớ sống. Rồi, bây giờ quay lại ôn sống âm tí mọi người. Rồi, bây giờ mọi người nhớ sống âm nè. Ở phần sống âm thì ngoại trừ lý thuyết, ta nhớ là có 3 đặc trưng sinh lý và 4 đặc trưng vật lý. Đúng rồi ơi. Đúng rồi, ok. Và nó sẽ có hàng gì vậy? Trong công thức nó sẽ có hai công thức duy nhất. Một là công thức về gì mọi người? Công thức về cường. Cường nghĩa bạn? Cường độ âm. Thì chúng ta lại nhớ cường độ âm sẽ liên quan đến cái gì các bạn? Cái nguồn phát âm ra. Nguồn phát lớn hay nhỏ là cường độ âm à. Và cường độ âm ký hiệu là chữ gì các bạn? Chữ Y. Và Y bằng gì? Y bằng gì các bạn? Công suất phát chia cho 4 pi nhân cho L bình. Y bằng P chia 4 pi nhân L bình. Nhân đó là gì các bạn? P là công suất của nguồn phát, còn R là khoảng cách từ đâu? Khoảng cách từ nguồn cho đến điểm mình phát. Giả bộ phát từ nguồn đến M đó, thì đây là R đó. Được chưa mọi người? Cái là cường độ âm. Okay. Cái thứ hai đó là gì các bạn? Cường độ âm rồi. Cái thứ hai là gì các bạn? Mức cường độ âm. Thì mức cường độ âm á sẽ cho mình thấy là gì các bạn? Đó là cái âm chúng ta cảm nhận bao nhiêu. Và ký hiệu là chữ L. Ê quên mất, cường độ âm đơn vị là gì mọi người? Watt chia mét vuông. Công suất là watt, R bình mét vuông. Rồi mức cường độ âm bằng gì bạn? L bằng gì ạ? L bằng logarit cơ số 10 của Y chia Y. Không, đơn vị là bền. Trong đó Y là cường độ âm của điểm mình xét. Đó rồi, Y là điểm xét. Còn Y không gọi là cường độ âm gì các bạn? Cường độ âm gì? Cường độ âm chuẩn. Giá trị cỡ nhiêu nhớ không? 10 mũ trừ 12 watt mét vuông đúng không? Y không là cỡ 10 mũ trừ 12 mét vuông. Rồi ok nghe nè. Rồi vậy mình nhớ. Vậy thì cường độ âm gắn liền với đặc trưng sinh lý nào? Sai rồi, cường độ âm đâu gắn đâu. Mà ai mới là gắn cái độ to của bạn? Nó là mức cường độ, là cái tay người cảm nhận được là mức cường độ. Không, cường độ không có gắn gì hết. Sinh lý là mức cường độ ứng với độ to. Tay người nghe được độ to từ nhiêu đến nhiêu? Này mấy bé lớp 7 biết nè. Từ 0 cho đến 130 decibel. Rồi ơi, từ 0 cho đến 130 decibel. Bảy đấy không nè. Nó học hỏng, nó học hỏng thôi, thì nó biết. Này do mình tự nói nha. Rồi ok, tiếp mọi người, ok rồi nghe. Ở phần này ta sẽ cần phải nhớ, ở đây là hai bước chính là phải không phải nhớ. Tuy nhiên ở đây á, mình còn nhớ đó mọi người á, mình cần nhớ thêm hai cái nữa. Một là một công thức suy ra cường độ âm, và hai là dãy tỷ lệ. Đó mọi người là nhớ là mọi người nghe. Vậy từ đây mình rút ra được y tỷ lệ gì với R? Y tỷ lệ gì với R bạn? Tỷ lệ nghịch với R bình thường. Rồi nhìn, nghe nè. Y không mà thường không đổi. Nên từ công thức này ta hoàn toàn tìm được cường độ âm Y bằng lấy 10 mũ hai vế thì log 10 mất Y khi không. Đá Y không lên, có phải Y sẽ bằng là Y không nhân 10 mũ mát 10 mũ lợi. Đây là công thức quan trọng nhất. Đây, 10 mũ hai vế lên 10 mũ L bằng Y khi không mọi người. Thì Y sẽ bằng Y không mũ L. Ok. Rồi bây giờ sẽ đến là mối quan hệ với một cái điểm khác là một cái điểm N nào đó.
lên tới 2 điểm m đến n chẳng hạn, thì cái khoảng đây gọi là khoảng r gì? Rm. Còn khoảng từ nguồn đến n gọi là r n. Ok được chưa? Và ở đây mình sẽ nhớ rằng nếu người ta hỏi về mặt so sánh giữa hai vị trí cường độ âm như nào thì mình nhớ luôn 80% bài toán âm học là trả lời là mọi người im chia n bằng bằng gì bạn? Y không mất hết đâu, nó chỉ còn là 10 mũ gì các bạn? Lm chia 10 mũ là n. Hai mình cái gọn là 10 mũ gì mọi người? Lm trừ l là n. Đúng chưa? Và bằng luôn Y thì tỷ lệ nghịch với R bình nên nó sẽ bằng là Rn chia Rm mũ mấy? Mũ 2. Đó bạn, đây chính là dãy công thức cường độ âm. Cần nhớ làm bài rất nhanh. Đó bạn, nhớ đơn 10 dB nha, đây để được bên hết. Chỉ trả bộ bài này là 30 dB mấy bạn vậy? 3 bên thì Rm trừ n mấy? Bằng 3, thế vô 10 mũ 3 là ngàn. Ok. Đúng rồi, mũ 3 là ngàn của đề. Được. Ui 31 sóng cơ là sóng cơ công thức nữa. 31 sóng cơ nhưng mà sóng cơ công thức. 31 đoán gì? Đoán gì bạn? Công C. Ui mấy bài sóng cơ của 3, 2 cái đề trước nó khó hơn bài này gấp 10 lần mọi người. Đó bạn, nó khó hơn gấp 10 lần luôn các bạn. Và mình nhớ rằng ha, chúng ta có mấy loại sóng. Mình học bài toán về mấy loại sóng bạn. Mình có mấy hiện tượng sóng trong lúc mình học mọi người. 4 hiện tượng. Một là hiện tượng sóng truyền trên một phương. Trường hiện tượng thứ hai là hiện tượng giao thoa sóng. Hiện tượng thứ ba là hiện tượng sóng dừng. Và hiện tượng thứ tư là hiện tượng sóng âm. Xác định được sóng gì mình dùng là làm được liền. Với mỗi loại sóng sẽ một phương pháp nhau. Ví dụ đây là sóng truyền nè, thì cái thứ mà ta suy nghĩ đầu tiên, nếu như sóng truyền từ điểm này đầu tiên mình nghĩ tới gì bạn? Độ lệch pha. Và có độ lệch pha ta nghĩ đến phương pháp là gì mọi người? Vòng tròn tự giác. Đúng không bạn? Đúng nhiều người. Đó mình có làm gì? Cái cách làm bài nó rất nhanh nè. Thực bài này khỏi dễ em chọn không được nữa. Đúng bạn, rồi đơn giản. Ở đây M đến N rồi, ai sớm ai trễ? Con mấy giờ? Con 21. Từ M đến N, ai sớm ai trễ? Ok, M sớm, mọi người chú ý chỗ này vì đề bài có thể dài mọi người. Nếu mọi người chú ý phải xác định ai sớm ai trễ trước. Và do sóng truyền từ M đến N nên M sớm N trễ. Và hai này cách nhau khoảng là 7 lambda phần 3. Vậy suy ra lệch pha delta phi bằng mấy? Bằng mấy bạn? 14 pi chia mấy? Pi chia 3, và mình tách cái này ra 14 phần 3 là khoảng 4,667 á. Là như thế này 4 pi bằng nhiêu? Và 2 pi phần 3. Được rồi, ok. Được chưa? Và ở đây nó gọi là tại cái thời điểm T1 thì tốc độ dao động của phần tử M là 6 pi. Tại thời điểm T1, bài này nó quá dễ. Bởi vì nó cho cùng thời điểm, nó quá thương mọi người rồi. Gặp mình mà cho đề thì sau đó T2 bằng T1 cộng mấy á, thì giai đoạn tử N là nhiêu? Nó hỏi gì mới khó, nó hỏi cho cùng thời điểm quá dễ rồi. Tôi hỏi là T1 là gì đây? Thì tốc độ của N tại thời điểm T2 bằng bao nhiêu đó là bao nhiêu ha? Kết hợp phần đó nữa sẽ khó hơn một bước. Nó sẽ khó hơn đúng một bước rồi nè. Dễ thêm cái góc nữa thôi. Ok. Chị đối với bài này thì đơn giản ha. Ở T1 này tốc độ của M là 6 y. 6 pi bằng 3 nhân 2 pi. Tốc độ gì? Vmax. Rồi Vmax thì mình vẽ đâu chả được. Đó mọi người, trên hay dưới đều được ha. Rồi, để ra dưới ha. Ok, mọi người điểm mờ. Ok. Và ta ở tại đây thì tốc độ là nhiều rồi. Nghe. Lệch pha 2 pi chia 3 thì M ở đây thì N ở phía này hay phía này? Phía sau hay phía trước? Sau trước. Trước. Bởi vì thằng sớm sẽ là thằng đi đầu tiên. Những thằng N thằng trễ pha hơn nên N phải đi dạng sâu đó hả mọi người. Nên cái đó ở đây nó phải đi ngược về 20 phần 3. 20 phần 3 nhiêu độ vậy? 120. Cái này 40 là dấu cũ khỏi tính tới rồi. Rồi, cho bao giờ? Rồi. Rồi, nguyên góc bự này là 120 độ. Được chưa? Mà mình có một góc vuông rồi nên cái góc pha nhỏ phía dưới này là nhiêu độ các bạn?
Nhiêu độ đây ạ? 30 độ. Vậy thì nói về mặt ly độ, mình trả lời được luôn đây là vị trí ly độ nào luôn các bạn. A gì? Căn 3 chia? Chia 2. Còn về mặt vận tốc sẽ là V max chia mấy? Chia 2. Và sóng truyền thì thằng nào y chang nhau hết, V max y chang nhau hết, 6 chia 2 là 30 phút xe. Đúng rồi, 30 phút xe. Đúng chưa? Quá dễ đó nè. Đó, chúng ta thêm để thi sóng truyền quá dễ. Rồi, trước khi đến câu 1, cho ai hỏi từ câu 1 của 30, mọi người tự là mọi người sai mấy câu mua này. Đề này lý thuyết dễ quá. Đề lý thuyết quá dễ thở. Đúng rồi. Đề mọi người câu được sai mấy câu lý thuyết trong 30 câu đầu. Sai 2 hả? Mấy câu? Sai 2 luôn. Rồi đề này mà sai 4 câu luôn. Nó học lý thuyết kiểu gì mà cái đề này mà cũng sai 4 câu lý thuyết nữa. Không biết nữa. Mấy câu lý thuyết? Ba câu, mấy câu? 4 câu, trời đất ơi. Cú mạng, 1 điểm mất tiêu rồi mọi người. Mấy câu lý thuyết chị Sang? Thấy là cái thật là đề đại học nó ra đề điểm hết rồi đó. Cái gì mà sai lý thuyết gì mà? Lan Anh sai mấy câu? Đề điểm số 3. Làm chưa? Chưa làm luôn. Trời ơi. Nói rồi đề về nhà mình phải làm, mình lên đây mới sửa nha, mình không có thời gian mà mình đang phí thời gian lắm các bạn. Trời ơi, đề này mà sai 2-3 câu lý thuyết là mọi người gãy rồi, mọi người gãy chắc. Cho nên về nhà cuốn màu cam á, phía đằng trước cuốn màu cam mọi người nên đọc và học thuộc lòng. Thuộc lòng real nha mọi người, khẳng định mọi người là phải học thuộc lòng đúng không? Trời ơi, ra thi mọi người không học thuộc lòng, mọi người không nhớ được đâu, mà khẳng định luôn á. Mọi người dù chỉ làm 3.000 câu chắc thì lý thuyết ra thi mọi người vẫn làm sai bình thường thôi mọi người. Được không bạn? Rồi, thứ hai đó là mình cố gắng mua sách giáo khoa 12 cơ bản về học thuộc các bạn. Tối ngủ á mình để đầu gối, mình gối đầu giường á, mình tâm cho tâm linh xíu á, mình ngủ xong rồi. Xong rồi trên mạng có mấy người thầy á, có mấy playlist lớp 12 á mọi người. Thầy có kêu là thầy gửi đáp án đúng cao. Thầy gửi rồi. Trên cái Google Sheet đó các bạn, trên cái Google Sheet, mọi người nhớ Google Sheet không? Có chưa? Mọi người lưu quá lại mọi tài liệu, thầy sẽ up lên Google Sheet đó hết. Và cái số 1 đầu tiên là cuốn màu cam. Mà cuốn màu cam là cuốn phiên bản có đáp án. Mọi người dò từng câu, từng trang là sẽ đáp án của từng bài. Thấy không? Vô phần file của Tiên á. Đó hả? Vậy coi là cuốn đó. Với anh Tiên bây giờ mọi tài liệu từ lúc ôn thi cho đến lúc cuối cùng mọi người thi sẽ up nó hết nha. Để bạn không bị thất lạc. Thì của này ghi rồi mà. Nếu như chưa nghe mọi người vô Messenger, mọi người nhấn vô cái tiền cái chỗ mà link á, liên kết á mọi người. Thôi bây giờ câu 32 đáp án gì? Đáp án gì? Đáp án gì bạn? Đáp án câu gì? Không biết làm. Rồi ok mọi người không biết làm bởi vì yếu tố này mấy này dễ thấy đó. Không biết làm này cũng được. Vấn đề ở đây là mọi người không biết làm vì chúng ta không nhớ cái nội dung liên quan đến chứng minh công thức từ liều niệm trong thì sẽ chiều rồi nghe. Nghe nè mọi người ơi, nhớ quy kể nó bị đâu khó, nghe này được không? Rồi nghe này, ở đây người ta có hai bảng tụ điện, ok, bài toán cho U hiệu dụng U bằng 200 căn 2 pha là mấy? Pha là 0. Mạch điện gồm yếu tố bạn R LR C. Rồi R RL C. Mạch điện là B, mạch điện là A, mạch điện là M. Được không? Rồi nghe. Bây giờ người ta bảo ai là đại lượng thay đổi? Ai đổi? À C thay đổi rồi, nghe là biết mùi C đổi. Rồi C thay đổi. Bây giờ ta có gì các bạn? Trong thời điểm mà C bằng C1 thì điện tích của tụ điện gắn với điểm B là 10 mũ trừ 2 phần pi nhân cos của 100 BT cộng 3B chia 4. Và người ta hỏi C bằng C2 thì UR thực tại là mấy? Đó, người ta hỏi C bằng C2 thì khi đó UR max bằng mấy? À, cho biết UR max nghĩa là gì biết không? Biết khi nào UR max không? UR max khi nào? Thì còn tưởng. Vì ở đây là C đổi. Còn R max thì có dính líu đến C không? Không.
Và ở đây U R max nếu mà không tin cộng hưởng á thì mình sẽ bằng là y nhân gì bạn? Y nhân R. Mà R đổi không? Không. Vậy U R max cái gì phải max? Y max. Rồi, mà y max nghĩa là hiện tượng cộng hưởng. Được chưa? Và từ đó rõ ràng rằng là y max chúng ta sẽ bằng là U. Y max là U chia cho tổng R. Rồi, vì z L trừ x bằng 0 rồi. Được chưa? Nhưng mặt này có mấy R? 2 là phải là R lớn cộng R R nhỏ nhân R. Y max còn U như R mà là bài 2 cái R nên thế là R lớn R nhỏ. Ok. Được rồi, ok. Rồi ok, nhận lại ok là chốt. U có chưa? U có chưa? 200. Ví dụ R có chưa? 108. Rồi, R 108 thiếu gì? Thiếu gì? R nhỏ. Được chưa? Vậy vấn đề phải tìm được R nhỏ. Đúng không ạ? Rồi, phải tìm được R nhỏ nha. Rồi, phải tìm R nhỏ trong trường hợp này. Nhưng đề bài cho với C bằng C1 có QB. Rồi QB là sao? Nghe này. Trong tụ điện này có mấy bảng? 2 bảng. Một bảng là mắt với điểm B, ta gọi bảng này là bảng có diện tích là QB. Còn bảng mắt với A là bảng gọi diện tích là QA. Trong tất cả công thức liên quan đến điện xoay chiều chúng ta học, người ta quy luật trong cái việc tìm cường độ dòng điện á là người ta sử dụng QA. Hay nói khác, sử dụng cái mặt từ trái sang phải là người ta dùng cái điện tích QA chứ không phải UB. Vậy vì sao mà nhớ điện tích là người? Vì chúng ta học điện xoay chiều thì ta đâu đề cập điện tích đâu, nhưng đề cập tới gì bạn? Cường độ. Mà biết rồi, cường độ chính là gì các bạn? Đạo hàm của điện tích. Đúng bạn, cường điện cái đạo hàm điện tích chưa? Đúng không, bạn ơi. Vậy bây giờ mọi người nhìn lên này, vậy ở đây là QB. Nhưng vì người ta không chứng minh công thức điện xoay chiều quá không từ QB ra mà nó từ QA. Vậy làm sao tìm được QA? Này dễ lắm. Vì sao với mọi người? Bởi vì hai bảng tụ điện, một bảng mà là trừ Q thì bảng kia sẽ là cộng Q. Hai bảng này trái dấu. Hay nói cụ thể hơn, điện tích của bảng A và bảng B về mặt pha như thế nào bạn? Đường pha. Nên từ QB để có QA ta chỉ cần thêm dấu gì các bạn? Trừ. Đó là mình có Q gì mọi người ơi. Mình đã có Q gì rồi, QA rồi. Ok, giờ QA là có dấu trừ trước. Giờ tìm cường độ dòng điện Y tìm được không? Đó bạn, tìm được đi, mình không có làm ăn gì đến thằng Q không đâu mọi người. Mình không biết công thức Q không trong điện có chiều gì đâu. Ok, mình tìm Y ha. Rồi, Y bằng đạo hàm của Q. Rồi, đạo hàm đi. Đạo hàm của cos. Quên cos. Đạo hàm của cos là gì bạn? Trừ sin. Và trừ sin thì dấu hàm dấu cộng. 10 mũ trừ 2 nhân 100 là mất, bi bi là mất, vậy bên ngoài không có gì hết. Nó chỉ có bên trong là cos sin gì mọi người? Sin của 100 bi t cộng 3 bi chia 4. Này hàm sin chưa có tính lệch pha được, đổi ra làm gì các bạn? Hàm cos rồi đổi về cos. Từ sin đổi cos làm gì? Bây giờ chờ, bây giờ mà không biết sin đổi ra cos đọc liền lịch bay nha. Chụp cos này nha bạn, chụp sin nè. Từ sin thành cos trừ bi chia 2 đúng không mọi người? Okay. Rồi trừ bi chia 2 mình định nghĩa bạn 100 bi t trừ bi chia 2 được rồi, cộng bi chia 4. Ok không? Nhưng mà bác hỏi này, công cụ nó hỏi gì? Hỏi gì vậy? Nó kêu mọi người U R max có U có R, chẳng qua phải tìm được gì? R nhỏ, đúng không? Đúng không ạ? Tìm được R nhỏ. Nhưng đối với C bằng C1, về tất cả những dữ kiện chúng ta có được, ta chỉ có hàm U, hàm Y, nghĩa là có lịch pha Q, đúng không? Ui, một quy trình là sai. Đúng rồi, ok, một quy trình là sai hả? Thứ hai, ta có R thêm một phương trình về tổng Z. Hai phương trình, nhưng ở đây mấy ẩn rồi? Mấy ẩn rồi biết không? R nhỏ biết chưa?
Là thì biết, chết là biết chưa? Chưa luôn. Chết là biết chưa? Chưa, thua. Giả nổi. Đấy, không, không rồi mọi người. Nhưng chú ý, vấn đề chúng ta có từng phải tìm chết là cái xe không? Cần không? Mắc gì liên quan, đâu cần. Vậy ta sẽ tìm cách làm sao cần tìm L nhỏ thôi. L lớn rồi. Và mình nhớ, chúng ta còn nhớ tổng trở phức bằng gì nhớ không? Nhớ rồi. Bằng gì các bạn? Có phải là bằng tổng R bên này? Đúng chưa? Còn cái phần ảo chính là phần gì các bạn? ZL trừ Z với C không? Đúng rồi. Đúng rồi, là mình cái phần này thành phần ảo nè, tách riêng ra bên. Còn phần thực sao bạn? Tách riêng ra bên không? Nhưng ở đây xét phức mình còn được tính bằng gì nữa? Bằng U chia chị Y không? Phương trình U chia Y không? Mà phương trình U có chưa? Có chưa? À có rồi, 200. Phương trình Y có chưa? Có rồi, 1 và Bi chia mấy? Bi chia 4. Các bạn không đổi ra dạng R phi, các bạn đổi ra cái dạng là A cộng B Y nè. Thì phần A chính là phần L, còn phần B chính là phần Z. Các bạn, là một người bấm thử, một người thấy U gì đổi số phức bằng này ra nữa gì? Đừng làm phi, ok mọi người, nếu mọi người để dưới dạng R phi là 200 trừ đi phần 4 á, thì cái 200 này là xét tổng. Có ai là xét tổng, thằng trừ đi phần 4 là sao Y, không cần, không cần thiết, không cần dụng này. Không muốn, đổi ra dạng A cộng Y đi. Bấm Shift Complex á, nó có hai dạng R phi với A cộng Y á, đổi thành dạng A cộng Y đi. Bấm Shift Post Complex á, đổi ra A cộng Y á, là đổi ra đây ăn chưa? Xong rồi. Ủa khoan, đợi, ơ, ơ, đây 202 mọi người, sao đi, cực đại mà, xin lỗi mọi người. Thì ra, 202 các bạn, sao đi mọi người. Cực đại mọi người, 202 có đúng, xin lỗi mọi người, 202. Rồi, bắt đầu bao nhiêu vậy? Quên, nhiều các bạn. 200 trừ gì? Trừ 200 y. Đổ lại, 202 mọi người, xin lỗi mọi người, thì ghi đây là cực đại á. Giá trị cực đại mà, phương trình là cực đại, có 202 đúng. Này, 202. Sorry, sorry. 202 đổi ra, đổi ra danh chưa? Tôi nhớ rồi. À vậy thì phần thực là mấy? À, phần thực là 200. Phần ảo là trừ 200. Vậy trừ 200 này là cái gì? Trừ 200 này là ZL trừ ZC, mình có kè đó không? Không quan tâm. Ta chỉ quan tâm phần thực thôi. Và phần thực nghĩa là 200 này nó chính là gì các bạn? Tổng của R lớn và R nhỏ là 200. Rồi thay dương đi, đợi chờ làm chi nha. 200 nhân 108 chia cho 200. Ta bán là đủ. Đúng chưa? Chúng ta chỉ quan tâm phần thực thôi, chứ không quan tâm ảo, không cần tìm đến lại cái C chi luôn. Rồi, nó mới tính tiện nha mọi người, nó tính rất là tiện lợi. Mình nhớ về coi lại phương pháp số phức nhá, phương pháp số phức. Tiện xoay chiều với phương pháp nhớ không? Mấy cách làm nhớ không? Mấy cách là ba cách. Cách thứ nhất là đại số cho bò này, tan phi rồi căn R bình cũng là cái C bình, đúng không? Mình phải làm cho người chứ không bỏ được. Thứ hai cách gì vậy? Bấm máy. Khi nào dùng bấm máy mọi người? Khi dùng số phức mọi người? Khi người ta cho mấy phương trình, cho mấy góc lệnh pha đó, thường dùng số phức. Còn khi nào dùng giãn đồ, nó cho càng nhiều góc, dữ kiện vuông góc vuông pha đó, mình nhào lên là cho giãn đồ liền. Đó là nhào vô có mấy đồ tới bến đó mọi người. Ok, đó là những cái mình nên biết được để mình coi là khi nào mình sử dụng cái đó. Và không có cái nào khiến cho mọi người biết sử dụng cái nào dễ hơn, bằng cách mình càng làm nhiều va chạm càng nhiều sẽ càng biết. Đúng không? Va chạm mọi người, đời nó va chạm, tụng mày làm trụng mày đó thì nhớ. Rồi, ok bây giờ tiếp.
Rồi còn số câu rất dễ ở dưới này các bạn. 33. Trời ơi, 33 quá dễ. 33 gì? B hả? B. Ủa? 33B mọi người ơi. D là sai pha. Anh làm D là anh sai pha rồi. 16 trong một mấy. Cái này mà dùng Pitago cái gì ông? Cùng biên độ mắc gì Pitago? Ủa gì? Ủa? Cái này nằm ngang luôn hả? Ủa? Cái này nằm ngang luôn hả? Nói chung là 56 á. Rồi mày biết mà sao sai luôn á. Bài này có nhắc nhở kỳ trước. Nếu lỡ bài nó dạy thì phải nhớ lại gì. Cái này có nhắc nhở rồi. Do không nhớ này. Rồi nhắc nhở rồi, giờ nghe nè, tiếp nữa nghe là sự nhắc nhở nè. Bây giờ sống dừng, có ai sống gì vậy? Giờ có điện không giờ? Qua nhà, qua nhà. Rồi bây giờ câu số 33. Sống dừng hình thành trên sợi dây dài 72 xăng, có 7 nút. Rồi cho biết coi sợi dây này 7 nút kể cả M và N là hai đầu cố định hay đầu cố định tự do? Hai đầu cố định, ok. Vậy thì là 7 nút mấy bụng? 6 bụng nghĩa là ca phải 6 làm đàn chị Hà. Rồi xin ra ngoài vậy. Mấy? 24. Rồi làm đàn là 24 xăng. Rồi biết rồi ha. Vậy thì trong bài toán này chúng ta có tổng số bụng là 6 và số nút là 7. Rồi gặp sóng dừng nó cách làm dễ nhất là làm gì vậy? Mình vẽ hình ảnh nó ra thấy liền. Ủa nữa. 1 2 3 4 5 6 7 rồi. Rồi rồi dễ nhằn rồi rồi, đây là 1 6 này đây xuống. Lên xuống. Lên. Rồi, gì cũng đúng. Rồi, đây là M đúng không? Đây là điểm M nè. Đó bạn, đây là điểm N. Rồi, bây giờ nhìn mọi người đây. Bây giờ biên độ của nó là 4 xăng, mình nhớ bạn. Và nghe đây, thì cái này dễ là dễ một bên thôi. Để chi biết không người. Để anh biết rằng là này này cùng hay ngược. Trời ơi cùng cái gì mà cùng. Hai này cùng hay ngược. Thằng lật lên thằng lật xuống cùng hay ngược. Ngược. Này này cùng hay ngược. Cùng này này cùng hay ngược. Cùng này này cùng hay ngược. Cùng này này cùng hay ngược. Này này cùng hay ngược. Ngược. Biết sao sai chưa? Đúng không bạn? Vậy thì nếu như vẽ rõ ràng mạnh mặt lên thì dễ thêm. Thêm cái đường này vô. Rồi mình có hình ảnh sóng dừng lên dây. Rồi ok các bạn, rồi nghe nè người. Bây giờ người ta bảo là trên dây B và Q là hai điểm có cùng biên độ 2 xăng. Rồi cùng biên độ 2 xăng. Và nó kèm theo một điều kiện là BQ phải là hai điểm gì? BQ là hai điểm gì các bạn? Cùng cùng 3. Đúng chưa? Đúng không bạn? Cùng 3. Mà dao động biên độ 2 xăng người ta cho biên độ bụng là mấy? 4 xăng. Vị trí gì? A chia 2 chờ. Rồi bây giờ BQ vậy thì BQ thì nó là hai đầu luôn rồi, nó sát ra hai bên. Vậy trước thì B. À B nè. Các bạn B ra. Ok, B ra. Q đâu? À, Q cũng A chia 2 cùng biên độ là cùng biên độ vậy đây đúng không? Đây đúng không? Không. Vì sao? Vì ở đây là hai thằng pha như thế nào? Ngược. Không thể vẽ ở cái bó này và phải là xa nhất ở bó phía trước đó. Nên Q nằm đâu? Đây. Các bạn ơi, nó không thể nằm ở bó này được vì đó ở đây là bó vượt pha. Nó chỉ nằm ở bó cùng pha cái này và xa nhất là bên phải. Được rồi, và hạ xuống đây là A chi 2 luôn. Vậy chẳng qua khoảng cách BQ chính là cái khoảng cách gì bạn? Nằm ngang này không? Vì sao không có Pitago? Bởi vì hai này cùng vậy bạn?
cùng biên độ rồi. Cùng biên độ là đừng ngang, đừng mắc gì Pythagore nữa. Đúng rồi, người đừng có làm bài toán nha. Không có Pythagore gì hết. Ok. Rồi còn lại thì chúng ta chỉ cần làm cái gì thôi mọi người. À, cộng lambda. Rồi bây giờ đây A chia 2 nè. Rồi A bụng chia 2 về phía bụng gần nhất như lambda này. Lambda lambda. Lambda chia mấy? À lambda chia 6. Rồi từ đây lớn qua 1 lambda, 2 lambda, 3 lambda, 4 lambda ở giữa không? Và từ bụng về đại điểm quy cũng lambda chia mấy luôn? Chia 6 rồi cộng 3 thằng lại nhân cho 24 bằng các bạn. Đâu cộng thêm khoảng nhỏ này nè. Khoảng này phải quy xuống này. Ủa lần này là 24 rồi. Chia đôi một cái là lần chia 2 chứ là lần đây. Một là chia 2 rồi, chia 2 thôi mọi người, ok. Ở cuối là chia 2 rồi. Cứ bỏ phải là chia 2. Rồi chia vậy mọi người. Chia 26. Còn mù tới nguyên thời gian chiều bớt ra. Nếu dùng mù tới nguyên thời gian chiều lên cho chia 12, chiều lên cho chia 2, chiều lên 12 cũng được. Ở đây hoặc lấy một mù hay lấy nguyên thời gian nè, trừ lên ra 12 ở ngoài này, trừ lên ra chia 2, chiều lên 12 cũng được luôn, sao cũng được hết. Dễ không? Dễ không? Mày khỏe không? Mày khó gì không? Mà làm gì khó, làm gì khó chưa, cái diễn hình ra có lambda thế vô rồi tính được độ ngang khoảng cách xong, quá dễ. Tích tắc 1 phút 2 phút nữa là xong này rồi nữa mọi người. Đó, vậy thì rõ ràng 10 câu cuối hoàn toàn làm được. Mấy câu rồi? Cho hai người thấy hơi khó làm chưa được, tôi làm được 2 câu rồi chưa? Là 8 điểm chưa? Nếu đúng hết lý thuyết đầu thêm 2 câu nữa 8 điểm chưa? Đúng bạn, đúng lý thuyết đầu thêm 2 câu 8 điểm. Được chưa bạn? Được rồi. Bây giờ ba làm được rồi thì là 8 phải mấy? 825. Ok, 825 rồi. Về dưới 8.5 nè. Cái câu này dưới 8.5 rất dễ luôn. Cái gì? Cái bốc sửa đổi không? Cái gì vậy? Bốc xe. Rồi, có câu nhích lên được 825 dễ lắm nè. Câu 35. Ủa, nít. Nít này nít mọi người. Nít này nít gì? Nít này hơi đăng tí thôi mọi người. Nít này không có gì trên chơi, trời ơi, nó từ đồ thị mà đây là đồ thị dễ. Nhìn hình ta thấy luôn á, đúng không? Bài này thì khỏi gì em chọn, khỏi làm cái công chuyện gì hết luôn mọi người. Nếu người ta hỏi mà là tình đại không có thì một người lấy thức người đo, cái nào mượn nhất á mọi người. Người thế vô không? Đúng không? Thế mà người đo cũng được ha, lấy thức mình cầm thức mình đo cũng được luôn á. Cái nào cũng biết làm. Cô đề hả? Cô đề. Là cái x đúng không? Rồi ở đây khoảng cách mà nói khoảng cách là phải là 2x trừ nhau chứ không thể cộng được. Cộng là tổng với động, mình nhớ gì đó ha. Cộng là cộng tổng với động nha mọi người. Giờ này còn hoang mang cái đó nữa là chưa có học lý thuyết ở nhà. Rồi nhìn thấy mọi người ơi, bây giờ nghe thấy bạn gì bây giờ nhìn vô viết được phương trình hai này không? Bài này đúng một dòng không hơn không kém nha, không làm gì hết, không chẳng phải làm gì, thì ra bài này không cần ghi luôn á. Bài chỉ cần rút máy tính bấm bạc xong. Ok, nhìn cũng được, mấy lần nó ra trò đấy nó rồi cầm lần nhìn hình rồi lấy nước lần ra đo cũng được nữa. Cái gì? Ờ thì đúng rồi á, đúng là làm xanh mới nghĩ làm cho bài bản tí lỡ xui sao. Ok, bây giờ nghe, bây giờ xm rồi, nếu như là delta x đây là câu 35 thì delta x bằng xm trừ x thì các bạn xn đúng chưa? Rồi điểm m vị trí gì? Ban đầu một m màu đỏ à, vị trí vậy? 5 này 5 căn 2, pin căn 2 là a căn 2 chia 2 không? Đi chiều gì? Đi lên thì gì các bạn? Chiều dương. Căn 2 chia 2 theo chiều dương pha là mấy? Pha là mấy các bạn? Như các bạn trừ bi phận 4 đúng chưa? Pha dương mà, pha âm mà mình đi chiều dương với pha âm. Rồi tiếp, thằng N biên chỉ là 5 thôi, nhưng đang ở cân bằng theo chiều gì? Chiều gì?
chiều gì? Chiều dương. Cân bằng chiều dương pha mấy? Có ý cái đầu gì vậy? Trừ bi chia 2, đó là trừ 5 và trừ bi phần 2. Rồi, đó mới tính. Thì delta x thì dạng của nó là một cái hàm điều hòa luôn, nên cái phần trước của nó chính là delta x max là 5 mấy bạn? 5 cái mấy vậy? 5 giới. 5 giới. Đúng không? Đúng không bạn? Nó không được thì... Anh đóng lại đi. Đúng rồi, 5 với bi chưa người ơi, ok chưa? Chị hiểu max là 5 không? Đúng rồi. 5 với không rồi. Đúng rồi, dùm ra đây là ai đây là x max kìa. Ok không? Một cách khác, mình nhớ lại dạng đồ vector. Đây là A1, đây là A2. Thì mọi người nhớ không? A tổng hợp là cạnh nào? Cạnh này không? Đúng rồi, A tổng hợp. Còn delta x max chính là cạnh nào? Cạnh còn lại chính là cạnh delta x max, nhớ không? Đúng không? Và khi quay khi nào phải cách trục đại nhớ không? Khi nào khi cái đường này xá lại song song với trục của x thì là phải cách đại. Ok. Và ra cái đường ha. 85. Đúng chưa? 85 được. Đây là đặc trường hợp nếu đúng hết lý thuyết nha. Nếu nha, chứ đúng hết là trụ đầu là đúng hết lý thuyết nha mọi người, ok. Đó, đó là rồi tiếp, nhích lên 8 rưỡi cũng dễ nè. Gì? Rồi, rồi, bây giờ đó là mà nha, rồi mình nhích thêm 0.25 này nha. 8 rưỡi, 8 rưỡi, 8 rưỡi, rồi, chuẩn bị 8 rưỡi nha. 36. Trời ơi, không có dễ, dễ lắm luôn. Còn bê các bạn. Đây là một câu dễ nằm trong cái mớ mười cuối, hiểu sao cái này là mười cuối đó mọi người. Được chưa? Trời ơi, chị đừng vậy. Rồi, đây là hiện tượng gì ạ? Khúc xạ ánh sáng là hiện tượng ánh sáng khi bị chiếu xuyên góc vào mặt phân cách với mặt bình thường. Nhớ nha, chiếu xuyên góc nó khúc xạ. Các bạn chiếu thẳng nó khúc xạ không? Không, nhớ rõ. Rồi, góc tới là Y. Góc khúc xạ là E, L. Mà vì đây là ánh sáng gì bạn? Ánh sáng màu trắng nên sau khi qua mặt phân cách nó sẽ biến liên tục, màu nào lệch ít nhất, đỏ là ít nhất và tím lệch nhiều nhất. Được rồi, nhớ rồi nha. Rồi công thức là gì mọi người? Công thức gì? Ngoài không khí thì là mấy? Một sin y bằng gì mọi người? N sin sin l. Được chưa? Rồi ok, và ở đây ai lệch ít nhất, ai lệch nhiều nhất mọi người? A hằng lệch ít nhất là màu đỏ. Lệch nhiều nhất là màu gì? Màu tím, màu tím là dương. Rồi tím. Vậy thì ở đây mình có màu đỏ, đây là đỏ nè. Đây là gì bạn? Tím. Và người ta cho các bạn gì? Góc lệch giữa hai tia đỏ và tia tím là 0, mấy? 0.8255 độ. Hãy đi tìm góc tới chân xuất rồi, dễ không? Dễ. Để tìm góc này, để cho góc này rồi thì góc này bằng góc gì mọi người nhớ không? Bằng R gì? R đỏ. Đây. Đúng mọi người, có phải bằng R đỏ không? R đỏ trừ cho R gì các bạn? Trừ cho R màu. Màu gì vậy? Màu tím. Ra xong chưa? Đúng rồi. Vậy chẳng qua 0.8255. 0.8255. Trời ơi, gì vậy? Khối 25 bằng R gì vậy? R đỏ trừ R R tím là xong chưa? Đừng hảm. Nhớ không vậy? Nhớ làm vậy? Rồi được không vậy? Được không? Được không? Ok. Đúng thôi. Rồi ok, tiếp nha, tiếp nha. Vậy R đỏ R tím đúng sao? Ui. Sin Y bằng R sin R kìa.
Vậy có phải mình rút ra được sin R là sin EJN không? Sin R sin EJN nào không mọi người? Hay là nó khác, R chính là gì? Arc các bạn. Arc sin của sin EJN. Đúng không mọi người? R cái là arc sin của sin EJN chia chia nào? Đó bạn chuyển qua là sin EJN. Arc sin là sin sin á, ra góc á. Ok. Vậy chẳng qua ở đây R đỏ thì ta sẽ thay bằng gì bạn? Arc sin sin sin. Đó, sin sin của gì? Của sin gốc tế. Gốc tế đổi không? Không đổi, nhưng gì đổi? Chiết xuất đổi. Thì ứng với màu đỏ thì đây sẽ là N. N đỏ. Còn thằng kia sẽ là gì bạn? Arc sin luôn. Đó, cũng là sin y, nhưng nó sẽ là chia cho N. N tiếng. Số có rồi, đổi đơn vị ra, bấm shift xong và để độ nha mọi người. Đã ra độ rồi, đứng đến để độ luôn đi. Rồi, shift xong mọi người, cái máy này luôn máy. Nhớ được nhiều nhớ thì chứ ai biết cách học trời. Nó là những quy luật. Ủa quy luật tôi nói đúng không? Là những cái quy luật. Thế là mỗi ở nhiều hết học. Tại vì nhớ mấy cái không? Rồi ok, trong đám con này xin phép bỏ một câu trước luôn các bạn. Câu 38 này là câu nhảm nhí. 38 là một câu nhảm nhí, không mang tính ứng dụng. Mắc gì người ta làm xong người ta vẽ giảng đồ, người ta diện tích thì lớn nhất. Ủa ý là sao ta ý là tự nhiên cho diện tích thì lớn nhất là gì? Hiểu không? Ý là đây là mỗi câu toán học người ta kèm vào, nó không mang tính chất ý nghĩa gì cả, nó chỉ muốn đánh đố mọi người mà thôi. Mắc gì tam giác này diện tích lớn nhất thì nó ảnh hưởng đến cuộc đời thế giới. Nghĩa là thực sự ra cái nó cho cái này cho nó bán học thôi mọi người. Đúng vậy, cái diện tích lớn nhất này nó không bao giờ có cái bài này xuất hiện lại một lần nữa trong thi mọi người. Nó không mang tính gì cả, thì mang tính đánh đố các bạn thôi các bạn. Nên mình bỏ cái này nha, coi là cũng hơi dài đó mọi người. Mình thôi mình bỏ cái này các bạn. Đúng vậy, vì không có ai mà đi ngồi hỏi. Người ta mắc mạch xoay chiều rồi người ta đo diện tích tam giác thôi nha, nên mình kệ đó. Rồi ba tư rồi lên nắm cái này mọi nghe này. Vậy giờ ủa vậy 85 rồi đúng không? Vậy 85 rồi nha. Đó mọi người, bây giờ mình lấy 9 điểm nè. Trời ơi,
Trời ơi, đề này rất dễ, thầy khẳng định luôn, đây là đề dễ nhất trong cái đề thầy. Thầy lấy được luôn mọi người, bây giờ đây là câu 34, bao tư được không? Bao tư gì? Tân sai sai. Câu B, sai luôn. Quá sai. Thằng người lỗi không được rồi. Câu D, 37 là qua. Đuổi hả? Làm ra nó giỏi hơn quá, giỏi hơn rồi, good. Rồi, bây giờ câu 34 mọi người ơi. Đây là bài toán múa cột thần tí mọi người. Mọi người dám múa cột không? Thầy bị múa mọi người coi. Múa cột vậy? Ok, mọi người thấy là múa cột là múa theo cái bảng kẻ cột vậy? Chứ thầy không có múa cột. Thầy không có đu được. Thầy đu là cái sạch cái chuyện. Cái nhà nó gãy mọi người, ok, rồi nghe mọi người. Bây giờ nghe nè. Thôi, bây giờ nhìn lên các bạn. Đây là một máy phát điện tại A. Rồi, máy phát, nghe nè. Rồi, phát tại điểm A. Và người ta có công suất VA bằng mấy? Bằng mấy bạn? Một gì bạn? Một kW không? Đó bạn. Và dẫn truyền điện đi đến nơi tiêu thụ. Lắng nghe một bạn dễ lắm. Và người ta bảo là khi đó, ôi ơi, thì người ta bảo là ban đầu cái chi gì hết thì hiệu suất truyền tải là mấy? Không phải mấy, không phải chín, đúng chưa? Nhưng bây giờ muốn cho hiệu suất truyền tải tăng lên thì tại A vẫn là BA này, đúng không? Cái nguồn công suất đổi không bạn? Đổi không? Không, bởi vì nó vẫn là BA. Vậy đây là dạng toán liên quan đến công suất nơi phát, có đổi không bạn? Đổi không? Không đổi, nhớ chưa? Và khi đó cái công suất ở B lúc này sẽ là 0.975. Rồi. Vậy thì làm sao để công suất không đổi nhưng mà để khi nó giảm xuống ta dùng nhiều người máy đi gas. Đúng không ạ? Để làm tăng giảm cái delta B. Rồi. Nghe. Vậy đối với bài mấy đáp đề không nói gì, nghĩa là hệ số công suất bằng mấy biết không? Bằng 1. Thì mọi người nghe đây, vậy thì vì sao xảy ra sự hao hụt của bạn? Do cái gì mọi người? Do điện trở đường dây, đúng chưa? Và cái công suất thay đổi như vậy nghĩa là do thằng delta gì bạn? Delta gì? Delta B. Rồi đọc một lúc delta B bằng nhiều người. Delta B bằng gì bạn? B bình chia cho U bình cos bình phi nhân R. Vì lý do này nên mới xảy ra hiện tượng hiệu suất nè, mà là cái công suất giảm cho đường dây. Rồi thì nghe bạn, trong công thức này câu là lượng không đổi, R đổi không? Không. Công suất nơi phát đổi không? Không. Cos phi đổi không? Vậy ai là thằng ảnh hưởng cái delta B? Chính là thằng U. Rồi, người ta thay đổi U nơi cấp để chi? Để tăng cái gì bạn? Tăng hoặc là giảm cái sự hao phí. Nên nơi đó nghe nè, người nghe nè, nghe nè. Vậy bài này chúng ta coi. Thứ nhất, hiểu được cái nào là phát cái thôn chưa? Cái đầu vô ok hả? Ảnh hưởng là gì? Cái đầu vô nè, lúc sau nè, người ta gắn mấy cái áp ngay sau đó để làm gì bạn? Thay đổi cái U để giảm cái hao phí. Ok. Vậy bây giờ nhìn đây mọi người. Vậy bài này chúng ta sẽ quan tâm với các đại lượng nào? Rồi, cột nha. Thứ nhất, ta quan tâm đầu vào BA không? Được. Thứ hai, sau khi ra đầu vào có phải cái thằng U sẽ là thằng quyết định xem á là cái máy biến áp chúng ta gắn vô á nó phải thay đổi chứ nào, để từ cái U này sẽ làm ảnh hưởng trực tiếp với delta B đó các bạn. Và cuối cùng là nơi tiêu gì bạn? Tiêu thụ. Rồi, 4 cột. Rồi giờ múa này nha, chỉ múa trên này nha, không làm gì ở bên ngoài hết. Đúng nghĩa múa đây rồi, rồi múa nè. Rồi coi múa nha. Rồi bây giờ 1 kW, có phải VA là 1 không? Đúng rồi. Đúng rồi, VA là 1 đó mọi người. VA là 1 nhưng ban đầu hiệu suất 0.9, nghĩa là nơi tiêu thụ chỉ còn nhiêu thôi. Hiệu suất bằng gì bạn? Hiệu suất có phải chính là nơi tiêu thụ chia cho nhiều người? Chia phù không? Nó là nơi tiêu thụ, gọi là cái tiêu thụ nó nhiều nhất đó mọi người. Nó là hiệu suất, cái công suất nơi tiêu thụ chia công suất của một.
Vậy ở đây bên nào là 1 kW vậy tiêu thụ hiệu suất 0.9 thì là gì các bạn? Không phải 0.9 đúng không? Ủa? Vậy nó đã bị hao phí bao nhiêu rồi các bạn? 0.01. Đúng chưa? Rồi tiếp nào người ơi. Vậy lúc sau BA vẫn là 1, đồng ý không? Nhưng lúc này có hai nguyên áp. Lúc này tiêu thụ là mấy? Không phải mấy? 0.975. Nghĩa là lúc này delta B chúng ta chỉ còn bị giảm bao nhiêu thôi? 1 trừ này là mấy? 0.025. Ôi, ban đầu delta B là 0.1, nhưng lúc sau delta B chỉ là 0.025. Giảm mấy? Giảm mấy lần? Giảm mấy lần các bạn? Giảm 4 lần. Đúng chưa? Nghĩa là delta B chúng ta là giảm 4. Mà delta B giảm 4 đồng nghĩa U phải tăng mấy? Tăng 2. Cái đấy là câu D xong. Tăng 2 mà thì U 2 chia 1 bằng mấy? Đúng rồi, giảm 4 thì delta B muốn giảm 4 lần. Đúng không bạn? Thì rõ ràng delta B mà muốn giảm 4 thì U phải tăng mấy các bạn? Tăng 2. Vì sao vậy đây? Ở đây vì công suất không đổi nên ta hoàn toàn thấy được là delta B tỷ lệ nghịch với gì bạn? U bình chưa? Đúng không bạn? Và do công suất không đổi nên rõ ràng thằng này giảm 4, thằng kia tăng 2 lần lên. Nghĩa là mình có U2 chia U1 bằng 2, mà chính là bằng tỷ lệ tính cách chia cho sườn tách tách bài. Ngắn gọn xúc tích được. Không chỉ có cái bảng là xong rồi. Đây là cái câu múa cột mà kiểu cơ bản. Múa kiểu này là quá dễ mọi người ơi. Bài múa cột có nhiều câu khó hơn này nhiều. Các bạn ơi, đây chính là múa cột cơ bản nha mọi người. Về mọi người tập múa cột. Đó này dẹp 3-4 sau. Có vẻ hơi phức tạp để sau nha. Cũng là toán học, dùng toán học luôn. Dùng tam giác lớn nhất là cái gì mà làm tam giác cân gì đó, chứ không có gì. Mà nhảm lắm mọi người. Ừ, vậy là 2 vòng. Rồi, nhớ được là diện tích lớn nhất á, là diện tích của tam giác cân. Mình nhớ được cái đó. Mà kệ đi, đừng quan tâm quá vậy. Gì? Hả? Thì đó là lý do mọi người không làm được con không quan sát đó. Sao? Ở tại sao? Cái gì? Cùng chung. Ờ, cùng chung vi. Đúng rồi, thì lý do là lấy cân đúng không? Cùng chung giỏi em biết. Wow, giỏi vậy, chính xác. Cái đó chứng minh được lên mạng sợt, hãy chứng minh lên chat cho chúng tiên hỏi. Gì vậy? Sao giờ thấy khách điện? Sao cười dữ vậy? Sao bị gì? Không biết hả? Thôi bây giờ cô 3940 thôi. Vậy giờ mình còn 37 để sau nha. Để hôm sau đi quay, giờ sửa không kịp. 3940 hai cô này cũng hơi khó tí. Thì lựa đi, thích cô nào? Thích cô nào? 40. Ok, 40 hả? Hơn người nói 39 thì sử dụng được rồi. Tao khớp lớp 3 lớp 40 rồi. Có thời gian cắt cảm với 2 lớp. Rồi lớp 3 lớp 40. Thì lớp 3 lớp 6 bạn là 39 này rồi. 39 dễ lắm. Nó kiếm rất dễ. Thì nó y chang các bạn có lá tàu son chữa bữa làm vậy. Nhưng mà nó hỏi kiểu khác rồi nghe nè. Bây giờ thằng này á mọi người biết à. Nếu như có điện trường giới thiệu 39 chính thức nha. Giới thiệu gì tự làm nha bạn. Câu 39 nè, mọi người làm đúng người ra đúng đáp án là câu C luôn. Rồi bạn ra đúng đáp án của C luôn. Đúng phóc con số 30.000 luôn đó. Đó bạn, rồi tuy nhiên mọi người làm sao mọi người nữa bạn.
Vậy thì khi có điện trường thì có phải là cái gia tốc trọng trường G được cộng thêm là VE chia cho gì bạn? Chia cho gì? Chia cho M. Ok. Và nếu như thằng này khi xuống như vậy thì bài toán nó có làm ảnh hưởng vị trí cân bằng không? Vị trí cân bằng con nắp trong điện trường thằng đứng xuống có thay đổi không? Không thay đổi. Vị trí cân bằng chỉ thay đổi khi nào? Khi đó là cái trường nằm như vậy, nằm ngang hoặc nằm xiên thì vị trí cân bằng nó đổi. Còn khi kéo thẳng đứng xuống thì B cũng xuống nè. Nó B xuống, lực điện cũng xuống, nên là vị trí cân bằng không đổi. Vị trí cân bằng vẫn là từ thẳng đứng. Được bạn? Ở đây có hai vùng. Một là vùng không từ trường, hai là vùng không điện trường. Có hai vùng có rất nhiều điện trường thì nó chỉ khác nhau ở yếu tố là cái gia tốc trọng trường mà thôi. Được bạn? Một cái là G cộng cho thằng A. Rồi nghe tiếp rồi đây. Thứ hai, tức là vì lý do vị trí cân bằng không đổi. Được rồi, không đổi. Nên cái tốc độ của nó qua cân bằng là ngay thẳng đứng có đổi không? Không, tốc độ vẫn vậy. Nghĩa là bài này là tự nhiên nó tại cân bằng nó thay đổi một yếu tố qua kia sẽ làm ảnh hưởng gì? Biên độ sẽ giảm lại xíu. Được rồi, nhưng tại cân bằng tốc độ có đổi không? Không đổi. Bài này giống như là con lắc lò xo hướng đinh, mà khi con lắc vừa qua vị trí cân bằng người ta giữ nó lại, mà khi qua cân bằng không đổi, người không gì đổi hết, tốc độ không đổi, nghĩa là V max lúc sau và V max lúc đầu như nào nhau? Bằng nhau. Lúc đầu khi không có điện trường là omega a bằng 10, lúc sau mà có điện trường thì omega đổi nha, biết sao đổi đúng không? Cái G nó đổi, omega phẩy nhân a phẩy, một dòng bấm căn căn gì g chia l, đây là căn g cộng cho ve chia m nhân a phẩy rồi giải xúc xôn giải được giá trị của e luôn, đáp án đúng là nghe. Rồi kỹ hơn về bệnh sinh tại tiếp nha. Nhớ nha, cái mấu chốt là tại cân bằng, vị trí cân bằng không đổi nên tốc độ cực đại không đổi, đây là mấu chốt. 40 khó nè. À, bây giờ 40 khó rồi, bây giờ mình làm đề kiếm 40. Rồi nếu như cân bằng không đổi á thì nhớ, cứ nhớ là tốc độ cực đại sẽ không đổi nha. Rồi, nghe đây. Bây giờ 40 quan trọng các bạn. Đây là 40. Nó giúp mọi người rèn một số tư duy như bài này nha. Bài này không những chỉ rèn ở cho động cơ sóng cơ nha, mà còn rèn ở chỗ sóng ánh sáng nữa. Rồi nghe 40 này đi. 40 nhìn rất quen nhưng lại không quen. Nhìn dạng quen lắm mọi người rồi nghe. Bây giờ bài này là bài toán giao thoa sóng đặt tại hai nguồn. Các bạn ơi, và giao thoa sóng ở hai nguồn. Ủa, các bạn nào chưa lấy chuyên đề xíu. Các bạn chưa lấy chuyên đề 2 không? Chuyên đề 2 không? Có lần sau cũng C nghĩ nhớ tí để xuống dưới đấy nè. Rồi, hai điểm hai nguồn. Một là nguồn A, B, nguồn A và nguồn gì bạn? Nguồn B và như sao vậy? Cách nhau 10 xăng, 1, 2, 3, 4, 5 6, 7, 8, 9, 10 rồi. Rồi, đây là hai điểm A và B trên nguồn đó bạn. Rồi, A, B đây. Và bây giờ người ta bảo rằng là gì bạn? À, khoảng cách AB là 10. Bây giờ từ điểm A, đó rồi, gọi AX là đường thẳng trên mặt chất lỏng và vuông góc AB. Rồi AX là đường trên mặt chất lỏng và vuông góc AB. Cái này quá quen thuộc với mọi người. Đúng bạn, rất quen ha. Rồi mà nó bảo là gì bạn? Tại điểm M trên AX. Rồi tại điểm M
Rồi, tọa điểm M trên AX thì điểm M này là một cực gì các bạn? Đây là một cực cực đại giao thoa. Và M là cực đại và điểm này cách cái vị trí A một khoảng là mấy? Cách A là mấy bạn? 7 phẩy mấy? 7,751. Đúng chưa mọi người ơi? Và người ta bảo rằng ở giữa A và M này nó có thêm mấy các bạn? Một cực đại và mấy tiểu? Và hai cực tiểu. Đó bạn, ở giữa A và M nó có một cực đại và một tiểu mà. Và hãy hỏi coi lúc này có bao nhiêu nằm cực đại nằm trên đường tròn gì đó. Rồi ok. Rồi nghe, mọi người biết á, để đếm được vân giao thoa, thứ bắt buộc ta phải có là cái gì không? Biết không? Biết không? Nó là lambda đà. Đúng không? Đề bài có lambda chưa? Chưa. Đố tiền. Giờ bạn hỏi là gì, bạn hãy tìm gì? Bây giờ có một cái vòng tròn rộng, nó bao hết đống này. Đúng rồi mọi người, hỏi coi trên vòng tròn bao nhiêu cực đại thì có phải phải tìm được cực đại trên AB chứ không? Okay. Muốn tìm cực đại AB phải tìm lambda. Nhưng bài không cho lambda. Ok, vấn đề ở chỗ là vấn nạn ở đây luôn á, bạn có bài không lambda mọi người. Vậy giờ hỏi trước nè. Bây giờ cái gì, cái thằng ca bên phía bên này trái là ca âm cho ca dương các bạn. Ca âm ca dương, ca âm, đúng không? Ok rồi. Rồi bây giờ người ta cho mọi người các dữ kiện sau. Thứ nhất cho điểm M cách AM 7,5. Đây là 10. Vậy cạnh này nhiêu? Cạnh huyền nhiêu vậy? Tính là nó đang thay lại luôn. 5 cạnh 7. Ủa? 2,5 đúng không ạ? Ủa sao? À quên. Ok mọi người, ok. Và mình biết rằng điểm M là một cực kỳ các bạn. Rồi M là cực kỳ các bạn. M là cực cực đại. Và vì lý do M là cực đại, rõ ràng mình sẽ có AM trừ gì các bạn? MB. Nhưng vấn đề biết M là cực đại gì chưa? Biết chưa? Đủ biết luôn. Nên mình gọi đại, đây là cực đại bậc gì các bạn? Bậc K thế này. Ok, gọi là K. Rồi, K thì đây mình gọi là K nhân gì mọi người? K lắm, lần đà. Rồi, và AM trừ MB là mấy? Hai thì bao nhiêu người có số hết rồi đó, trừ ra bao nhiêu? Mấy bạn? À, 7,5 trừ cho... À, gì 7,5 nhiều người hãy làm mấy ạ? Trừ 5. Rõ ràng trừ 5 thậm chí rồi, K âm mà. Các bạn, nên từ đây mình sẽ có lần đà tính theo K được nè. Lambda bằng trừ 5 phần với bạn phần K. Ok. Rồi một ý kiến. Ráng theo mùa phương trình tìm K là làm được rồi. Đúng không bạn? Rồi nhưng ý kiến đến đây là hết rồi. Nó chỉ còn một ý kiến cuối là ý kiến gì biết không? Vấn đề thằng M mình không biết là bậc mấy. Nhưng người ta cho một thứ là gì các bạn? Đó là trên AM nó sẽ có những gì các bạn, những cái cực các bạn, cực đại cực tiểu khác, và sẽ là một cực đại và hai cực tiểu. Vậy mình cho mình biết mọi người ơi, nghe này, nghe nè, vậy cho mình biết mọi người, vậy nếu như mà càng ra xa AM này, với AM này càng ra xa này, cái K sẽ tăng lên hay giảm xuống? Tăng hay giảm? Về độ lớn thì rõ ràng là sao mọi người? Có phải là đây là trừ ba hay thằng nhiêu? Ở bờ là trừ ba đi, thì thằng kế tiếp là trừ mấy? Trừ 4, trừ mấy, trừ 5, trừ 6 vậy. Đúng không người? Nhưng ví dụ ở đây là K người, ok. Biết giữa này có một cực đại hai cực tiểu nha các bạn ơi. Ở giữa AM còn một cực đại và hai cực tiểu nữa. Và bây giờ giữa AM này nè mọi người. Bây giờ M chưa biết là cực đại gì hết, nhưng ở đây có hai tiểu và một đại. Vậy thằng này là đại rồi. Thì cái thằng mà sát rạc đó tiếp theo nó phải là cực gì biết không? Đã là đại rồi thì kế tiếp của nó là cực gì bạn? Cực tiểu. Thì cực tiểu này là cực tiểu K. Nhưng mà sao biết không? Nó phải bị trừ bớt đi mấy?
không phải nào. Vì ở bên trên kia đã là cực đại. Nói bạn 5 năm đa rồi, cực đại trừ 5 năm đa rồi, thì cực tiểu thứ hai là trừ 5,5 đa các bạn. Đúng rồi, ví dụ mình có trừ 5 năm đa rồi thì kế tiếp là trừ 5,5 đa, thì mặc dù đi. Ok. Rồi tiếp. Yeah, 0,5 là 1 tiểu rồi, đó là 1 tiểu rồi tiếp. Bây giờ muốn một đại nữa. Ôi quên, dễ dễ sát quá trời. Dễ rộng rộng xin. Rồi tiểu đầu tiên nè, ok, tiểu đầu tiên bạn là k trừ 0,5. Rồi bây giờ sau 1 tiểu lại tới 1 gì các bạn? Ok, sau 1 tiểu là tới 1 đại, đại là đại k trừ mấy? K trừ 1 không? Đúng rồi. Và sau đại này lại tới tiểu gì các bạn? Tiểu k trừ mấy? K trừ 1,5. Đủ 2 tiểu 1 đại chưa? Đủ rồi. Vậy nếu như ở đây có k trừ 2 nằm đây được không? Được quyền có không? Được không? Không. K trừ 2 này đến thành 2 đại mất tiêu. Đúng rồi. Nhưng nhớ rằng nếu là Vân Gia Khoa thì Vân Gia Khoa có được quyền xuất hiện tại nguồn không? Được không? Không. Không tính nguồn nên do đó mọi người nhớ cái bài toán không? Khi mình lấy K á, AB phần lambda dấu trừ á, thì nhớ lấy dấu gì mọi người? Dấu này có dấu bằng không? Không bằng, ở nguồn không tính. Rồi vậy giờ tiếp mọi người ơi, vì lý do tiếp tục nó không thể là một cực đại được nữa. Nó cực đại cái tức là cao vậy? K là K thứ 5, K thứ 1, K thứ 5 nè. Cực đại kế tiếp của nó là K mấy? K trừ mấy mọi người? K trừ 2. Và thằng K trừ 2 này nó có quyền được xuất hiện ở đây không? Được quyền không? Không được quyền. Nhưng mà ít nhất nó có thể được nằm đâu? Ít nhất là ngay khớp đâu luôn mọi người? Khớp ngay A luôn. Đúng không bạn? Đúng chưa? Rồi vậy từ đây chúng ta rút ra được một nội dung gì mọi người? Rút ra được gì mọi người biết không? Được gì mọi người biết không mọi người? Đó là cái thằng mà K ngoài cùng nó đó, nó có thể, nó có quyền được đụng vô K trừ 2 không? Cái thằng giá trị số nguyên ngoài cùng với giá trị K ngoài cùng với mọi người, nó có được quyền đụng đến trừ 2 không? Không được quyền đụng. Đúng không? Đúng nước. Nghĩa là vừa khớp trừ 2 thôi. Được rồi, vừa khớp với lại tiền A ngay khớp đây thôi. Nhưng nó cũng không thể nào mà nằm trên một cái năm cả. Vì sao? Trên một cái năm thì còn có mấy tiểu rồi? Còn con tiểu rồi. Đúng vậy. Mà người nhớ mọi người, vậy thì cái ca ngoài cùng nó đó các bạn, thằng Thái Hưng. Trời ơi, gì vậy? Cách đây 5 phút nó còn người nó quậy. Rồi về cái thằng K ngoài cùng đó mọi người, thì có phải là trên AB á, có phải K từ trừ AB phần lambda cho đến AB trừ lambda không? Mà K ngoài cùng âm, nên có phải cái thằng ngoài cùng đó chính là trừ AB trừ lambda các bạn. Đúng không? Ví dụ là trừ 4,5 đi. Đúng rồi, trừ 4,5 hạn, thì K ngoài cùng là K trừ 4 không? Mà ít nhất là cái giá trị K nè, mình chỉ được vừa khớp từ trừ 2. Vì nếu như K trừ 2 này tính tới đây, và khi tính tới đây tính, mình có tính phần ở nguồn không? Không tính. Nên cho đó cái K ngoài cùng chính là trừ AB phần mấy bạn? Cái K là cùng nghe nè, cái K là cùng phải chính là số nguyên của trừ AB phần gì bạn? Lambda. Đây là một cái chú ý để mình gặp những bài toán như vậy nha mọi người. Cái K ngoài cùng trừ AB lambda. Và vì để cho ở giữa này tồn tại 2 tiểu 1 đại thì nó có được lên trên 1,5 không? Trừ 1,5 không? Không. Nó phải nhỏ hơn gì bạn? K trừ 1,5. Được quyền bằng luôn. Cũng không luôn. Vì khi vừa bằng một cái là mình còn tính thằng này là tiểu không? Không tính liền. Vì Vân Nghe Hoa không được nguồn. Và ở đây người thứ hai là nó không được chứa chấp K trừ 2 nhưng mà bằng được không? Được. Vì dù cho K trừ 2 có bằng A đi chăng nữa thì mình vẫn tính ở đây là không phải cực đại. Nên ở đây nếu như về mặt dấu thì ở đây phải lớn hơn bằng gì bạn? Có thể là lớn hơn gì mọi người? Lớn hơn bằng. Vì ở đây có quyền khớp trừ 2 luôn. Vì khi nó vừa khớp trừ 2 thì dù có là cực đại ở cái nguồn đi chăng nữa thì chúng ta cũng sẽ không tính nó. Đúng không? Đúng rồi. Đúng vậy. Trời tập trung đi nha trời ơi.
Điểm câu này không phải quá khó đâu mọi người, mình phải nhớ mình ngày mình đang học thêm nhiều điều mới thì mình mới có thể đạt thi, mình mới tiếp nhận được nhiều ra. Mọi người đừng thấy khó, mọi người bỏ, mọi người đừng có tâm trạng vậy. Rồi em ca chuyện mấy bạn? Ca chuyện mấy đây? Ca chuyện hai không? Đỡ bạn, mình cho mọi người, nó như là trong quản đó thôi. Mà bây giờ trừ AB là trừ mấy? AB là trừ mấy? Trừ 10 chia cho lambda là trừ 5 phần gì? Trừ phần cao. Nghĩa là 10 trừ cho trừ 5 chia cho lambda là mấy? Bằng 2, đảo lên thì nghĩa là mấy k mọi người? 2k. 2k bé hơn k trừ 1.5 và lớn hơn k trừ mấy? K trừ 2. Vậy từ đây mình rút được điều kiện của k rồi. Ui, đây có cái bằng nha. Nhiều đảo có 2 cận mọi người ơi, 1 cận mấy? 2k đảo qua thì là 2k, 2k là 1 là gì? Một cái k từ trừ mấy? Ok, bên này là trừ 2. Còn bên này là mấy? Trừ 1 phẩy, trừ 1 phết, phết nào. Và rõ ràng rằng k này nó phải lớn hơn hoặc bằng gì bạn? Trừ 2 và nhỏ hoặc bằng mấy? Ơ, có được bằng không? Không, phải không bằng rồi. Vậy khoảng này chỉ có trường hợp k nào nhận? K bằng mấy? K bằng trừ trừ 2. Là cái k nào cùng nè? Chưa tính hết gì k đó, k có là k nào cùng mà trừ bi lên ra. Thì cái k nào cùng đó chỉ được nằm trong khoảng từ trừ 2, k trừ 2, k trừ 1 nằm hơn. Để nó có thể có hai thử trong một đại. Rồi k bằng trừ 2 thay ngược lên tìm được lambda chưa? Được không bạn? Đó, vậy có lambda là bài toán mà đã mình hết rồi đó mọi người ơi. Rồi mình có trừ 2 mình thay ngược lên đây anh Hưng ơi. Là trừ 2 chia ra 5 trừ chia trừ 2 là mấy? Không, 2,5 sao. Rồi có lambda rồi là đời mình vui sướng rồi các bạn. Bây giờ người ta hỏi gì? Người ta hỏi rằng có một cái vòng tròn tâm y là trung điểm, bán kính là 7.5 là lớn hơn 10 rồi, là cái vòng tròn này nó xả bạn nó bao hết luôn đi đại nha, nó bao hết luôn kệ đi, để em có tình ru hay để lợi gì đúng không ơi, nó bao hết nhà mày luôn. Và ở đây chẳng qua ta sẽ tìm số cực đại trên đâu, số cực đại trên a ab, và mình nhớ lại cứ một cực đại thì các dòng tròn, nhưng mà mình nhớ rằng đó là cứ một cực đại thì các đường tròn tại mấy điểm các bạn? Mấy điểm? 2 điểm. Vậy từ đây số cực đại trên AB có lambda rồi thì trừ AB chia lambda cho đến gì bạn? AB phần lambda rồi. Rồi AB lambda mấy? 10 chia cho trừ 2 là trừ mấy? Trừ mấy? 10 chia trừ 2 là mấy? 10 chia 2 là mấy? 10 trừ 4. Tuy nhiên có được lấy 4 không? Không nha, không được lấy 4 vì vừa khớp. Chỉ lấy trừ 3, trừ 2, trừ 1. Các bạn, chỉ lấy từ trừ 3 đến gì? Cộng 3 là mấy phân? Mỗi bên 3, 3 với 3 là 6 với 1 là mấy? Là 7 phân. Rồi 7 phân nhưng gấp đôi lên là 14 vì mỗi đường cắt vòng tròn là 2 điểm. Đáp án mình được làm tôn. Ủa thì nói rồi thì cái k nó phải phải điều kiện cái giá trị k ngoài cùng á, k ngoài cùng á này, cái k ngoài cùng này không được chạm tới k trừ 2 và cũng không được lố k trừ 2. Nên cái k là k ngoài cùng mà tính mình đem lên đây. Ê khoan khoan xí. Vậy bài này mình nhớ không phải là bài này mình nói bài này không mọi người ơi, bài này mình giúp mình gặp hai thứ sau đây các bạn. Thứ nhất đó là nếu người ta kêu mọi người là số phân trong khoảng nào và dù người ta không cho các bạn k ở đó bằng nhiêu, ta có quyền thuộc từng miếng. K có năm năm tiểu này, đại tiểu đại, đây là một miếng thuộc mọi người. Để bạn nghe chưa mọi người, mình không biết k mấy nhưng mình biết là giữa đó phải cực đại tiểu đó, mình để vô. Và thứ hai nha, đó là nhớ phân ngoài cùng thuộc luôn trên cái lẽ trừ ra bên lambda ghi lambda. Rồi trước khi đó từ từ mình tránh các bạn từ bình tĩnh mọi người. Trước đó để ôn lý thuyết lại, đây là tờ điền thuyết lý thuyết dưới dạng câu hỏi, nghĩa là sao? Nghĩa là mọi người phải về để bút bê sửa nha, bút bê sửa nha. Nghĩa là lý thuyết ở phần này thầy không có cho đáp án A, B, C, D.
mà mọi người phải tự đầu óc, mọi người tự suy nghĩ đáp án, nghĩa là mọi người phải thù một cách chắc chắn phần lý thuyết đó thì mọi người mới trả lời đúng được, chứ không ai mình sẽ đề mình thấy này mình kỳ mình quýnh vô cho mọi người. Ok, ok, coi khác học bữa học điểm khuyết tại vì nó là điểm khuyết nguyên đề thôi. Nói gì? Thử điểm khuyết đúng không? Điểm khuyết nguyên đề. Mình chưa lấy hai nguyên đề của C, lấy chưa lấy bài kiểm tra của mình rồi. Đề 4 này lấy nha, để buổi B mình sẽ đề 4. Khác mà. Nhưng mà nó khác lắm. Thank you.